Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 371, một giây kinh hãi. Đường Băng Vân cười lạnh hỏi, là ai nào? Người đàn ông hừ một tiếng, em có biết nhà họ Minh không? Đường Băng Vân tỏ vẻ coi thường, tôi còn tưởng ai, hóa ra là gia tộc hạng hai, thế anh có biết tôi là ai không? Người đàn ông kinh ngạc, sau đó có dự cảm không ổn, anh ta nuốt nước miếng hỏi, em là ai? Đường Băng Vân thờ ơ đáp, tôi họ Đường, Đường của Đường môn ấy. Người đàn ông run rẩy, suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Nếu ví Đường môn là một con quái vật khổng lồ thì nhà họ Minh của anh ta chỉ như một con kiến hôi, có thể bị họ dậm bẹp bất cứ lúc nào. Anh ta vội xã xuống xe, sau đó cung kính khom người với Đường Băng Vân, xin lỗi cô Đường, mong cô lượng thứ. Đường Băng Vân liếc nhìn chiếc siêu xe của anh ta rồi hỏi, xe này của anh à? Người đàn ông vội gật đầu, là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, tôi phải xin mãi thì mẹ mới mua cho. Đường Băng Vân gật gù, để xe lại, còn anh đi được rồi. Đường Băng Vân lấy xe của anh ta để trừng phạt cho sự vô lễ. Đương nhiên sự trừng phạt này vẫn quá nhẹ, người đàn ông không hề có vẻ tiếc nuối, trái lại còn tươi cười rồi vội nói, cảm ơn cô Đường, tôi là Minh Thiếu Thanh, bố tôi là Minh Chí Cường. Thôi, tôi không rảnh nghe anh lải nhải đâu. Đường Băng Vân mất kiên nhẫn xua tay. Minh Thiếu Thanh vội đưa chìa khóa xe cho cô ấy rồi cười nói, cô Đường, lát về tôi sẽ bảo người mang giấy tờ xe tới nhà cho cô. Đường Băng Vân thờ ơ đáp lời, Minh Thiếu Thanh kia nhanh chóng lùi lại thật xa rồi mới quay người bỏ đi. Ngô Bình cười hỏi, cô cướp xe của người ta à? Đường Băng Vân, gì mà cướp, tôi nể mặt anh ta lắm rồi đấy, chứ bình thường là anh ta đi gặp tổ tiên luôn rồi. Ngô Bình gật đầu, có lý. Đường Băng Vân ném chìa khóa xe cho Ngô Bình, chiếc xe này cũng được, tặng anh đấy. Ngô Bình chớp mắt, thật ư, thế thì tôi không khách sáo đâu. Anh đã từng thấy chiếc xe này một lần, động cơ 8.0, hơn 1.000 mã lực, tăng tốc lên 100 km/h chỉ mất 2.5 giây, lên 200 cây chỉ mất 6.5 giây. Tốc độ cao nhất có thể lên tới 490 km/h, đuổi được cả máy bay luôn. Nói thật thì nó được lắp ráp từ các nguyên vật liệu của máy bay chiến đấu, giá bán ở đây khoảng hơn 4 triệu. Ngô Bình cũng là người thích chơi xe nên lập tức nhận luôn. Ngô Bình ngồi vào ghế lái, còn Đường Băng Vân ngồi bên cạnh. Anh khẽ nhấn ga, chiếc xe đã gầm lên, động cơ gầm rú như một con mãnh thú, phải biết rằng động cơ của nó phải ngang với xe tăng. Đường Băng Vân nói, kiếm chỗ nào đỗ xe đi, nhớ bị bạn tôi nhìn thấy, họ lại tưởng tôi được cậu ấm nhà ai bao nuôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cười phá lên, được bao nuôi cũng tốt chứ sao. Anh vừa nói xong thì có hai cô gái xinh đẹp, một tóc ngắn một tóc dài đi qua. Họ trang điểm rất hợp thời, so về dung mạo thì 19-10, dù không đẹp bằng Đường Băng Vân, nhưng cũng đã con mắt. Hai cô gái chợt dừng bước, sau đó ngạc nhiên nhìn Đường Băng Vân ngồi trên chiếc siêu xe rồi há hốc miệng. Đường Băng Vân thầm than trời rồi vội nói với Ngô Bình, bạn tôi đấy. Ngô Bình bình thản đỗ xe sát vào lề rồi cười nói, Băng Vân, họ là bạn học của em à. Đường Băng Vân xuống xe, sau đó chạy tới tay bắt mặt mừng với bạn mình, Nhiễm Nhiễm, Đình Đình, tớ nhớ hai cậu quá đi mất. Tuy hai cô gái đang ôm ấp với Đường Băng Vân, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Ngô Bình với vẻ phức tạp. Ngô Bình cũng xuống xe rồi nói, Băng Vân, giới thiệu mọi người với anh đi. Đường Băng Vân cười nói, vâng, để em giới thiệu hai hot girl này nhé. Đây là Mỹ Nữ eo nhỏ ngực to Vu Tiểu Nhiễm, là một trong các hoa khôi ở trường em đấy, cậu ấy cực đa tài luôn. Vu Tiểu Nhiễm trạc tuổi với Đường Băng Vân, cô ấy khá xinh, mặc quần sút phối với áo sơ mi, cô ấy để tóc dài, sức trẻ giạt rào khiến Ngô Bình không thể rời mắt. Ánh mắt tán thưởng của Ngô Bình khiến Vu Tiểu Nhiễm vô thức ưỡn ngực ra, sau đó giơ tay ra cười nói, chào anh. Ngô Bình bắt tay với cô ấy, chào em, anh là Ngô Bình. Đường Băng Vân giới thiệu tiếp, còn đây là tài nữ số 1 của trường em, con nhà thư pháp, là một người mẫu khá nổi tiếng Lý Nhược Đình. Ngô Bình cũng bắt tay với cô ấy, chào em. Lý Nhược Đình cười nói, Băng Vân, bảo sao cậu không ưng anh nào mà bọn tớ giới thiệu, ra là Hoa đã có chủ rồi, làm bọn tớ suốt ngày lo lắng cho cậu. Đường Băng Vân cười nói, thì tớ dẫn anh ấy tới gặp mọi người rồi đây. Lý Nhược Đình, bọn tớ đang chuẩn bị đi dạo phố, cùng đi luôn nhé. Đường Băng Vân gật đầu, được thôi. Ngô Bình nói, chờ anh chút, anh đi đỗ xe. Gần đây có bãi đậu xe,
Ngô Bình đỗ xong thì cùng nhóm Đường Băng Vân đi dạo phố. Băng Vân, tối nay anh Nhiếp tổ chức sinh nhật cho tớ đấy, tớ muốn chọn một bộ thật đẹp, cậu chọn giúp tớ nha, Lý Nhược Đình cười nói. Đường Băng Vân, anh Nhiếp ư, anh Nhiếp của tập đoàn Thục Quốc á? Lý Nhược Đình ngại ngùng gật đầu, đúng rồi, anh ấy đã theo đuổi tớ nửa tháng, tớ thấy cũng được. Đường Băng Vân thoáng do dự, cô biết anh Nhiếp này là một tên lăng nhăng, nhân phẩm không ra gì, nói chung là sẽ không thật lòng với bạn cô ấy. Vu Tiểu Nhiễm tỏ vẻ ngưỡng mộ, Băng Vân, Đình Đình, các cậu đều có bạn trai giàu có, khi nào mới giới thiệu một anh cho tớ đây? Đường Băng Vân cười nói, Ngô Bình không phải cậu ấm gì đâu, chiếc xe ban nãy là anh ấy mượn bạn thôi. Nghe thấy thế, hai cô bạn của Đường Băng Vân lập tức có cái nhìn khác với Ngô Bình, chút khách sáo ban nãy đã bay hết sạch, Vu Tiểu Nhiễm thờ ơ nói, hóa ra là xe mượn, thấy chủ xe là ai? Bạn anh à? Không hẳn, Ngô Bình nói, cậu ấy họ Minh. Vu Tiểu Nhiễm đáp một tiếng rồi nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, tớ thấy anh Mã lần trước rất phong độ, bố anh ấy làm kinh doanh với nước ngoài nên gia cảnh khá lắm. Ngô Bình cau mày, Đường Băng Vân đã ngỏ ý anh là bạn trai cô ấy rồi, mà Vu Tiểu Nhiễm này vẫn giới thiệu người khác cho cô ấy là sao? Đường Băng Vân nói, trong lòng tớ chỉ có một mình Ngô Bình thôi, người khác có tốt đến mấy cũng kệ họ. Hai cô gái cười khẩy, Vu Tiểu Nhiễm nói, con gái có thì, cậu xinh thế này, nếu không nắm bắt cơ hội thì sau này sẽ hối hận đấy. Đường Băng Vân cười nói, được rồi, tớ đã có bạn trai rồi, hai cậu không phải lo nữa đâu. Lý Nhược Đình, anh Nhiếp biết mấy đứa mình thân với nhau nên đã chuẩn bị quà cho tất cả. Anh ấy rất hào phóng nên quà cũng đắt đấy. Đến lúc đó, mọi người đừng khách sáo, cứ nhận hết nhé. Đường Băng Vân vội xua tay, tớ không lấy đâu, tớ không cần quà. Ngô Bình nói, đúng, hôm nay là sinh nhật em nên Băng Vân nhà anh không nhận quà đâu. Vả lại, cô ấy cần gì thì đã có anh mua rồi. Nghe thấy thế, Lý Nhược Đình vẫn bỏ ngoài tai, những cô gái xinh đẹp như họ đã gặp rất nhiều thanh niên ưu tú. Ngô Bình không hề giống cậu ấm nhà giàu, Băng Vân đi theo anh thì sao sung sướng hạnh phúc được. Chương 372, nhiệm vụ cấp bách. Băng Vân thích gì, anh cũng mua cho cậu ấy thật ư, Lý Nhược Đình mỉm cười hỏi Ngô Bình. Đương nhiên rồi, Ngô Bình bình thản đáp. Lý Nhược Đình chợt dừng bước, vì phía bên phải cô ấy là một cửa hàng của Sanen, cô ấy mỉm cười nói, Băng Vân, Nhiếp Bân là con nhà danh giá nên có nhiều yêu cầu về ăn mặc, tớ thấy cậu nên bảo Ngô Bình mua cho mấy bộ đồ và trang sức ở đây đi. Dứt lời, cô ấy cố tình nhìn Ngô Bình. Đường Băng Vân cười nói, được, Ngô Bình keo lắm, không chịu mua đồ cho tớ mấy. Nghe thấy thế, hai cô bạn của Đường Băng Vân lắc đầu, thầm nghĩ sao Đường Băng Vân lại vớ phải Ngô Bình chứ, đúng là quá uổng. Ngô Bình bực mình, thầm nghĩ Đường Băng Vân mà thèm đồ của anh chắc. Anh ho khan một tiếng rồi nói, được thôi, vào xem đi. Lý Nhược Đình cười lạnh trong lòng, cảm thấy Ngô Bình cố ý ra vẻ. Cô ấy quyết định sẽ giới thiệu cho Đường Băng Vân vài bộ trang sức và quần áo đắt tiền, để xem Ngô Bình sẽ làm thế nào. Bọn họ vừa đi vào thì đã có một nhân viên nhiệt tình ra chào đón rồi cười hỏi, chào các chị cần gì ạ? Lý Nhược Đình liếc nhìn một lượt rồi chọn một bộ đồ màu lam nhạt có giá hơn 40.000, bộ này rất hợp với Đường Băng Vân. Cô ấy cười nói, Băng Vân, cậu thử đi. Đường Băng Vân gật đầu rồi cầm đồ đi vào phòng thử. Khi cô ấy đi ra, mọi người đều sáng mắt lên, đúng là còn đẹp hơn cả người mẫu của hãng. Ngô Bình cười nói, bộ này được đấy, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó. Anh ngoảnh lại hỏi cô nhân viên, có bộ trang sức nào hợp với bộ đồ này không? Cô nhân viên cười đáp, dạ có ạ. Cô nhân viên dẫn nhóm Ngô Bình đi sang một quầy khác, bên trong có rất nhiều trang sức. Thấy thế, Vu Tiểu Nhiễm và Lý Nhược Đình đều ngạc nhiên, tên này không sợ tốn tiền hay sao mà còn đòi mua trang sức. Ngô Bình thấy có một chiếc vòng tay hợp với bộ đồ mà Đường Băng Vân mặc, mặt chiếc vòng được khảm nhiều kim cương và hồng ngọc, nó có giá 200.000. Cô nhân viên lấy chiếc vòng ấy ra rồi cẩn thận đeo lên tay Đường Băng Vân, quả nhiên rất đẹp. Đường Băng Vân không có yêu cầu gì cao, nhưng ai cũng có lòng thích cái đẹp, cô ấy cũng rất thích chiếc vòng này. Lý Nhược Đình cau mày. Cô ấy đoán Ngô Bình đã bán hết nhà cửa để có tiền lừa Đường Băng Vân, không được, cô ấy phải vạch mặt anh. Cô ấy cười nói, Băng Vân, hôm nay là sinh nhật tớ, bảo bạn trai cậu tặng cho tớ một món quà được không? Đường Băng Vân còn chưa trả lời thì Ngô Bình đã nói, được chứ, em thích gì thì cứ bảo với nhân viên, anh sẽ thanh toán. Vu Tiểu Nhiễm cũng cười nói, còn em thì sao?
Ngô Bình, đương nhiên cả em nữa rồi. Hai cô gái như đã bàn trước với nhau nên đều chọn những bộ trang sức đắt tiền, định mượn đó làm Ngô Bình xấu mặt, để anh biết khó mà lui, không quấn lấy Đường Băng Vân nữa. Xong, cả hai đều phải thất vọng, Ngô Bình vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn chọn thêm cho Đường Băng Vân mấy bộ đồ nữa, thêm hai bộ của các cô ấy nữa thì tổng thiệt hại đã lên đến 4 triệu rồi. Trước khi đi, Ngô Bình quẹt thẻ thanh toán, trong tay anh đã xách cả đống túi lớn, túi nhỏ. Đường Băng Vân cười híp mắt nói, Ngô Bình, thế là anh tiêu hết tiền đền bù đất rồi, cẩn thận bị bố mẹ mắng đấy. Ngô Bình, không sao, vẫn còn mấy triệu nữa mà. Vu Tiểu Nhiễm và Lý Nhược Đình ngơ ngác nhìn nhau, ra là tiền đền bù nhà đất. Lẽ nào Đường Băng Vân nhìn trúng số tiền đó, nhưng chỉ có mấy triệu thôi mà, tiêu hết là hết, chứ có tác dụng gì. Bọn họ rời khỏi cửa hàng thì Ngô Bình nhận được một tin nhắn có tiêu đề là khẩn cấp. Nội dung tin nhắn đã đề cập đến địa điểm và tính nghiêm trọng của sự việc, đây là một nhiệm vụ cấp S của Võ Thần Ti, các thành viên đều sẽ nhận được. Anh cho Đường Băng Vân đọc tin nhắn, cô ấy cau mày, cấp S ư. Anh phải đi hỗ trợ à? Ngô Bình, các em cứ đi dạo tiếp đi, anh phải đi có việc rồi. Ngô Bình xua tay rồi đi ngay mà không giải thích nhiều. Vu Tiểu Nhiễm tò mò hỏi, Băng Vân, anh ấy đi đâu thế? Đường Băng Vân nhỏ giọng nói, tớ nói nhưng các cậu phải giữ bí mật nhé, Ngô Bình là một đặc công, anh ấy phải đi xử lý nhiệm vụ cấp bách. Hai cô gái há hốc miệng, đặc công ư. Ngô Bình rời khỏi con phố rồi chạy một mạch hơn 2 cây số tới một cửa hàng, cửa sổ ở đây mù mịt khói, nhiều người đang ra sức chạy ra ngoài rồi vừa khóc vừa hô hoán. Hỏa hoạn, Ngô Bình thở dài một hơi rồi khởi động nhãn thức, quan sát tình hình bên trong. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 2. Khói đã lan lên tầng cả tầng 3, vẫn còn nhiều nhân viên đang mắc kẹt ở tầng này, hiện trường rất hỗn loạn, nhiều người ho khù khụ. Đội cứu hỏa vẫn chưa tới, anh phải giải quyết nhanh thôi. Ngô Bình không nhiều lời mà chạy ngược dòng người vào trong, sau đó đến thang bộ rồi nhanh chóng lên tầng 2. Ngọn lửa bốc lên từ kho hàng ở đây, khói mù mịt, người bình thường sẽ không thể thấy gì, may anh có nhãn thức nên không bị ảnh hưởng tầm nhìn, chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì mùi khói thôi. Ngô Bình mở cửa kho hàng ra rồi lấy bình chữa cháy phun vào ngọn lửa. Các bộ quần áo bằng sợi nhân tạo đang bốc cháy, ngọn lửa lan rất nhanh, Ngô Bình không có kinh nghiệm chữa cháy nên chỉ biết mở bình chữa cháy ra phun. Sau khi dùng hết mấy bình, tuy ngọn lửa đã tắt, nhưng khói vẫn còn, anh mở van nước chữa cháy rồi dùng vòi phun vào khói. Vài phút sau, khói cũng bớt dần, anh vứt vòi nước đi rồi chạy lên tầng 3. Tầng 2 không còn hai nữa, nhưng tầng 3 thì có cả trăm người bị mắc kẹt. Quá nhiều khói ở thang bộ nên họ không thể di chuyển được, điều quan trọng hơn là thang máy đã hỏng nên họ chỉ có thể kẹt lại ở đây. Khi anh chạy vào kho hàng thì có một nhát búa nện tới. Ngô Bình nổi giận, giơ tay đánh bay cái búa thì nhìn thấy một người đàn ông đang hung dữ bổ nhào về phía mình. Anh cảm thấy vẻ mặt này rất quen, hình như giống người tài xế container đã gây tai nạn liên hoàn. Anh đánh người đó ngất xỉu rồi vác gã lên tầng 3. May mà khói ở đây đều từ tầng 2 bốc lên nên cũng đã giảm dần, nhiều chỗ chỉ có một ít khói. Các nhân viên chen chúc ở cầu thang tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, có người khóc, người ngây ngẩn, người thì gọi điện thoại. Khi họ thấy Ngô Bình vác một người lên thì chợt yên ắng rồi ngẩn ra nhìn anh. Ngô Bình cười nói với họ, mọi người bình tĩnh, lửa đã được dập rồi, chỉ còn ít khói thôi, nhưng sẽ hết ngay. Mọi người chờ một lát là có thể xuống dưới. Mọi người thở phào một hơi. Một bà lão hỏi, chàng trai, lửa tắt thật rồi hả? Vì dập lửa nên mặt Ngô Bình hơi nhem nhuốc, anh cười nói, vâng, ổn hết rồi. Dứt lời, anh vác người đó đi tới cầu thang rồi hơ thuốc trước mũi gã, sau đó thì gã đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, gã lại có vẻ hung dữ, hoàn toàn không bị thôi miên. Ngô Bình cau mày rồi bẻ gãy cổ tay gã, anh là ai? Là anh phóng hỏa đúng không? Người đó vẫn giữ vẻ mặt hung dữ như đã mất cảm giác đau đớn, thằng ngu, mày tưởng mình có thể ngăn cản được bọn tao ư. Đúng lúc này, lại có hai người xông vào, thấy Ngô Bình đang thẩm vấn kẻ tình nghi, một người lên tiếng, tôi là La Đạo Sinh thành viên của thần Võ Ti ở Tây Nam Đường. Ngô Bình ngoảnh lại, Ngô Bình của Giang Nam Đường. Nghe xong, hai người kia kinh ngạc rồi chắp tay, ra là đội trưởng Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình rất nổi tiếng trong thần Võ Ti, chưa kể đến các công lao. Mà hình như anh rất thân với Diệp Thiên Tông, đương nhiên hai người mới đến không dám đắc tội với anh. Ngô Bình, đừng khách sáo, người hình đã bị ảnh hưởng gì đó nên trở nên hung hãn lạ thường,
trong đầu chỉ còn ý nghĩ giết chóc. Các anh đã gặp trường hợp tương tự chưa? Chương 373, hỏa hoạn ở trung tâm thương mại. Hai người kia đều lắc đầu, chúng tôi chưa gặp bao giờ, đội trưởng Ngô, anh nghĩ tên này bị làm sao ạ? Ngô Bình, tôi không rõ, thôi hai anh dẫn người đi đi, tôi giao lại việc điều tra cho các anh đấy. Vâng, đội trưởng vất vả rồi ạ, hai người kia kiêng đối tượng tình nghi lên rồi rời khỏi hiện trường. Lúc này đã có phóng viên xuất hiện ở ngoài cửa, họ đang phỏng vấn hiện trường, ngoài ra còn có nhiều người lấy điện thoại ra phát trực tiếp. Vào thời đại công nghệ số như bây giờ, hễ có chuyện gì là sẽ được đăng lên mạng ngay. Không lâu sau, đội phòng cháy chữa cháy đã đến. Hiện giờ, khói đã tản dần, Ngô Bình đã dẫn mọi người rời khỏi tầng 3. Anh là người đi ra ngoài cuối cùng, có phóng viên nhìn thấy mặt anh nhem nhuốc, quần áo và đầu tóc bụi bặm thì sáng mắt lên rồi vây quanh anh ngay. Chào anh, xin hỏi anh có phải người dập lửa không ạ? Ngô Bình cười nói, ngọn lửa bốc lên từ kho hàng, lửa nhỏ nên dễ dập thôi. Sau đó, có một bác gái đi tới rồi kích động chỉ vào Ngô Bình, cô phóng viên ơi, cậu này giỏi lắm, ban nãy mọi người đều không biết tình hình ra sao, chính cậu ấy đã dẫn chúng tôi thoát ra ngoài đấy. Cô phóng viên lập tức sáng mắt lên rồi tiếp tục phỏng vấn Ngô Bình, mọi người xung quanh thì cầm điện thoại quay trực tiếp, Ngô Bình lập tức xuất hiện trên các đài truyền hình và cả các kênh livestream. Lúc này, nhóm Đường Băng Vân đã đi dạo phố Chán Chê, họ vào một quán trà sữa ngồi nghỉ. Lý Nhược Đình lấy điện thoại ra thì vô tình lướt tới clip phỏng vấn Ngô Bình. Ôi nhìn này, Ngô Bình đây phải không? Đường Băng Vân liếc qua rồi nói, ừ, sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra xem clip phỏng vấn của Ngô Bình. Vu Tiểu Nhiễm khó hiểu nói, Băng Vân, anh ấy là đặc công mà. Sao lại đi cứu hỏa? Đường Băng Vân bình thản đáp, công việc của họ là xử lý mọi tai họa, ở đâu cần là họ xuất hiện. Vu Tiểu Nhiễm chẹp miệng, thế thì có tác dụng gì? Còn nguy hiểm nữa. Băng Vân, cậu suy nghĩ cho kỹ vào, tớ thấy Ngô Bình này không hợp với cậu đâu. Đường Băng Vân cười nói, tớ lại thấy rất hợp, anh ấy rất dũng cảm. Lý Nhược Đình nghiêm túc nói, Băng Vân, tớ đã nói với cậu rồi, tối nay là sinh nhật tớ, kiểu gì bạn của anh Nhiếp cũng đến. Bạn anh ấy cũng toàn con nhà khá giả thôi, hay đến lúc ấy, tớ giới thiệu người khác cho cậu nhé. Đường Băng Vân thở dài, Đình Đình, tớ đã có bạn trai rồi. Xin cậu đừng giới thiệu thêm bất kỳ ai cho tớ nữa. Lý Nhược Đình chỉ biết lắc đầu, được rồi, bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu. Ngô Bình bị đám phóng viên quấn lấy nửa tiếng mới thoát ra được, lúc anh đến quán trà sữa thì đã hơn 5 giờ. Lý Nhược Đình cười nói, bọn mình đến khách sạn đi, Nhiếp Bân chắc cũng đến rồi. Hai cô bạn của Đường Băng Vân bắt xe đi trước, Ngô Bình lái chiếc Bugatti đưa Đường Băng Vân đi sau. Đường Băng Vân ngồi lên xe rồi hỏi, có chuyện gì thế? Ngô Bình trầm trầm rồi đáp, một chuyện rất lạ, người đó đã bị khống chế, chắc hắn đã phóng hỏa, nhưng tôi không tìm được manh mối nào từ trên người hắn cả. Đường Băng Vân nhíu mày nói, cố ý phóng hỏa ư? Tại sao? Ngô Bình lắc đầu, ai biết, nhưng tôi đã gặp trường hợp tương tự một lần, sau đó, anh kể lại vụ đâm xe liên hoàn cho cô ấy nghe. Đường Băng Vân trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này thật kỳ lạ. Bao giờ về tôi sẽ hỏi giúp anh? Ngô Bình tò mò, hỏi ai thế? Đường Băng Vân, ông nội tôi, ông đã sống 300 năm trên đời thì có chuyện gì mà không biết? À, anh định khi nào khám cho ông nội tôi? Ngô Bình, lúc nào cũng được. Ngô Bình suy nghĩ, vậy thì mai đi, mai là ngày giỗ bà tôi, ông tôi sẽ ra mộ. Ngô Bình nói, Băng Vân, Vu Tiểu Nhiễm và Lý Nhược Đình rõ ràng không phải người cùng chí hướng với cô, thế mà cô cũng chơi với họ được. Lạ thật đấy. Đường Băng Vân cười nói, phụ nữ là giống loài khó hiểu nhất trên đời mà, tôi biết rõ các khuyết điểm của họ, nhưng tôi thấy vui khi chơi cùng với họ. Ngô Bình, Nhiếp Bân gì đó kia có lai lịch thế nào? Nhà họ Nhiếp cũng được coi là gia tộc hạng nhất ở đây, ngoài ra còn có nhà họ Bạch, Đinh và Vương nữa. Đường Băng Vân nói, bốn gia tộc này có gốc gác lâu đời, nhà họ Bạch có một cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhà họ Nhiếp thì có chỗ dựa ở thiên kinh. Nhà họ Đinh và Vương thì là họ bên ngoại của Đường môn tôi, thực lực cũng lớn lắm. Ngô Bình, cậu chủ nhà họ Nhiếp tận tâm như vậy, chắc thích Lý Nhược Đình thật rồi. Còn lâu, loại cặn bã như Nhiếp Bân đã hại đời biết bao cô gái, năm kia tôi còn từng sai người cho hắn một bài học đấy, Đường Băng Vân tỏ vẻ ghét bỏ. Ngô Bình, hắn biết cô à? Đường Băng Vân, hắn chưa gặp tôi bao giờ nên không biết được đâu. Dứt lời, cô ấy hỏi Ngô Bình, anh giúp tôi thêm việc này nữa. Đó là vạch mặt Nhiếp Bân, đừng để hắn hại Đình Đình.
Ngô Bình thở dài nói, cô đường này, cô không nhận ra bạn cô đang rất hạnh phúc à? Tôi thấy cô ấy không quan tâm Nhiếp Bân có thật lòng với mình hay không đâu, bởi cô ấy đã có tất cả những thứ mình cần rồi. Hai bọn họ mỗi người một mục đích riêng, vậy có gì không tốt? Đường Băng Vân lừ mắt, anh có giúp tôi không? Ngô Bình bó tay, đành gật đầu có, cô muốn tôi vạch trần hắn thế nào? Để Đình Đình không còn hy vọng gì với hắn nữa, Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình gật đầu, ok. Khi đến khách sạn nơi diễn ra tiệc sinh nhật, Ngô Bình và Đường Băng Vân khoác tay nhau đi vào sảnh. Vừa vào, họ đã nghe thấy tiếng huyên náo, bạn học của Lý Nhược Đình đã đến khá đông, mọi người đang trò chuyện và ăn vặt, có người thì hát hò. Ngô Bình đếm sơ qua cũng thấy có hơn 50 người, bữa tiệc này thật náo nhiệt. Một người thanh niên tóc xoăn đang ôm Lý Nhược Đình rồi thì thầm gì đó làm cô ấy mỉm cười. Bỗng người thanh niên ấy nhìn thấy Đường Băng Vân, mắt hắn sáng lên rồi ôm Lý Nhược Đình bước tới. Lý Nhược Đình giới thiệu, Nhiếp Bân, đây là Đường Băng Vân bạn thân nhất của em. Băng Vân, đây là Nhiếp Bân, Lý Nhược Đình có vẻ rất hãnh diện, dẫu sao không phải cô gái đẹp nào cũng kiếm được một người bạn trai như Nhiếp Bân. Đường Băng Vân chỉ gật đầu, sau đó khoác tay Ngô Bình ra hiệu cho anh bắt đầu vào việc. Ngô Bình cười nói, chào anh, tôi là Ngô Bình, bạn trai của Băng Vân. Nhìn thấy Ngô Bình là Nhiếp Bân thấy không vui, Đường Băng Vân xinh thế này, Lý Nhược Đình không thể sánh kịp. Hắn định đến tiếp cận một chút xem có cơ hội nào không, ai ngờ người ta lại có bạn trai rồi. Hắn thờ ơ đáp, ừm, cậu cứ tự nhiên nhé. Hàn huyên vài câu xong, Nhiếp Vân kéo Lý Nhược Đình sang một bên hỏi, Nhược Đình, tên kia có lai lịch thế nào? Lý Nhược Đình mím môi, là nhà giàu mới nổi, giàu lên từ tiền đền bù đất đai thôi anh. Nhiếp Bân quyết định nếu Ngô Bình không có bối cảnh gì thì có là bạn trai của Đường Băng Vân cũng vô dụng, hắn sẽ đá anh đi. Hắn nháy mắt, một người thanh niên khác đi tới, hai người họ đi ra một góc khuất, Nhiếp Bân nói, này Bạch, cậu biết võ đúng không, lát kiếm cơ hội đuổi tên kia ra ngoài cho tôi nhé. Người họ Bạch ấy chơi khá thân với Nhiếp Bân, gã liếc nhìn Ngô Bình rồi cười nói, cứ giao cho tôi. Chương 374, quyết liệt. Người thanh niên họ Bạch tên là Bạch Diên Hy, con trai của ông Tư Bạch Triển Kỳ, từ nhỏ gã đã học võ cùng bố mình nên giờ đã trở thành một cao thủ cảnh giới khí đại chu thiên, hiện gã đang quản lý việc kinh doanh của gia đình nên cũng là một cậu ấm khả nổi tiếng ở đây. Bạch Diên Hy châm một điếu thuốc rồi mỉm cười đi tới cạnh Ngô Bình, sau đó gã lại nở một nụ cười khả ố với Đường Băng Vân. Ngô Bình cau mày, anh nhìn cái gì thế hả? Bạch Diên Hy lừ mắt, nhìn tí thì làm sao? Bộ tôi nhìn làm cô ấy mất miếng thịt nào à? Ngô Bình, biến. Bạch Diên Hy nổi diện, lớn thế này rồi nhưng chưa ai dám nói vậy với gã. Gã cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay túm lấy bả vai của Ngô Bình, nói thằng kia, chán. Gã mới nói được nửa câu thì bất ngờ ngã khụy, cụ ngã này rất mạnh, làm gã gãy mất ba khớp xương, sau đó còn hộc cả máu miệng. Gã vừa hoảng vừa tức, hóa ra người này là cao thủ. Bạch Diên Hy vùng vằng định đứng dậy, nhưng Ngô Bình đã đạp vào đầu gã, làm gã không thể cử động được. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, Nhiếp Bân há hốc miệng, hắn biết rõ thực lực của Bạch Diên Hy, gã là một cao thủ võ lâm cơ mà, sao lại bị hạ gục mất rồi. Gã nhanh chóng đi tới rồi cau mày hỏi, cậu có biết cậu ấy là ai không? Không, anh giới thiệu cho tôi biết đi, Ngô Bình cười khẩy, sau đó tự châm một điếu thuốc rồi phả một làn khói vào mặt Nhiếp Bân. Nhiếp Bân cười lạnh, cậu ấy họ Bạch, là cậu chủ của nhà họ Bạch. Ồ, người nhà họ Bạch à, Ngô Bình gật gù, con trai của ai thế? Bạch Triển Anh hay Bạch Triển Linh? Nghe thấy tên của bác hai và chú năm của mình, Bạch Diên Hy chột dạ nói, anh quen người nhà họ Bạch ư? Ngô Bình cười lạnh, người nhà họ Bạch vẫn ngông quá nhỉ? Ngô Bình lấy điện thoại ra rồi gọi cho Bạch Triển Linh, hơn nữa còn gọi video. Sau khi máy kết nối, anh thấy Bạch Triển Linh đang luyện công ở trong sân, ông ta mướt mát mồ hôi nhưng vẫn cười tươi nói, cậu Ngô, lâu rồi không gặp, sao cậu lại rảnh mà gọi điện cho tôi thế này? Ngô Bình, ông hai đấy à, có người tự nhân là cậu chủ nhà họ Bạch các ông và khiêu chiến tôi, không biết có phải mạo danh hay không nữa. Nói rồi, anh quay điện thoại vào mặt Bạch Diên Hy, Bạch Triển Linh thấy thế thì ngạc nhiên nói, Diên Hy, sao cháu lại chọc giận cậu Ngô? Bạch Diên Hy nghệt mặt ra nói, bác hai, anh ta đánh cháu. Hỗn, Bạch Triển Linh nổi đóa, cậu Ngô có ơn cứu mạng với ông nội cháu đấy, ai cho cháu đắc tội với cậu ấy hả? Bạch Diên Hy hít vào một hơi lạnh, gã chợt nhớ lại ông nội mình từng trúng độc,
hình như đã được một thần y họ Ngô cứu chữa, nhưng ai ngờ đâu lại là người này. Gã vội nói, anh Ngô, tôi xin lỗi, tôi không biết là anh. Ngô Bình thu chân về, đứng dậy đi. Bạch Diên Hy đứng dậy, sau đó rụt cổ rồi ngượng ngùng nói, anh Ngô, là tôi có mắt như mù. Đâu phải, anh bị người khác sai khiến đấy chứ, Ngô Bình thờ ơ nói đi, ai bảo anh gây sự với tôi. Bạch Diên Hy nghiến răng, sau đó chỉ vào Nhiếp Bân, là Nhiếp Bân, cậu ta thích cô đường này nên bảo tôi đuổi anh đi. Nhiếp Bân vừa sợ vừa tức, hắn gào lên, họ Bạch kia, cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Lý Nhược Đình cũng ngây ra, Nhiếp Bân thích Đường Băng Vân ư. Cô ấy lập tức cảm thấy chua xót, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Ngô Bình bắn một ít thuốc vào mũi Nhiếp Bân, đồng thời lẩm bẩm một âm thanh kỳ quái, sau đó anh vỗ lên mặt Nhiếp Bân rồi hỏi, anh có thật lòng thích Lý Nhược Đình không? Nhiếp Bân đã bị thôi miên, mặt mũi nở đẫn đáp, tôi chỉ chơi bời thôi, tôi đã qua lại với cả trăm cô rồi, sao có thể thích cô ta được? Ngô Bình, mục đích anh tổ chức bữa tiệc sinh nhật này là gì? Nhiếp Bân, tôi nghe nói mấy người bạn của Nhược Đình toàn các em xinh tươi nên muốn nhân đây để hốt cả đám luôn. Đến lúc đấy cả ba cô cùng nhau phục vụ tôi, nghĩ tôi đã thấy sướng rên rồi. Lý Nhược Đình ngẩn ra, cô ấy bước tới rồi tát mạnh lên mặt Nhiếp Bân, sau đó quay người đi ra ngoài. Đường Băng Vân và Vu Tiểu Nhiễm vội vã chạy theo. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Bạch Triển Linh trong điện thoại, ông hai, phiền ông rồi. Bạch Triển Linh cười nói, cậu Ngô, là Diên Hy có lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Cậu đang ở Cẩm Thành à? Ngô Bình, tôi đến có chút việc. Bạch Triển Linh vội nói, nếu cậu Ngô đã đến đây thì phải tới nhà tôi chơi, không biết cậu rảnh hôm nào. Nhà tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi. Ngô Bình, khi nào sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ tới chơi. Bạch Triển Linh cười nói, được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Ngắt máy xong, Ngô Bình hỏi Bạch Diên Hy, ông nội anh vẫn khỏe chứ? Ngô Bình vội đáp, dạ, ông tôi rất khỏe, thậm chí tu vi còn tăng thêm rồi, ông rất cảm kích anh. Ngô Bình, anh xử lý nốt chuyện ở đây đi, chờ Nhiếp Bân tỉnh lại thì bảo với anh ta là nếu không phục thì cứ tới tìm tôi. Bạch Diên Hy cười trừ, vâng, tôi sẽ chuyển lời ạ. Dứt lời, Ngô Bình bỏ đi luôn. Lý Nhược Đình đang ngồi khóc trên sofa ngoài sảnh, thấy Ngô Bình đi tới, cô ấy tức giận lườm anh với vẻ đầy oán trách, ai khiến anh lo chuyện bao đồng hả? Anh tưởng tôi không biết anh ta chỉ chơi đùa tôi ư? Nhưng tôi thích thế, liên quan gì đến anh hả? Câu nói này khiến Đường Băng Vân nghệt mặt ra. Ngô Bình không giận, mà bình thản nói, Lý Nhược Đình, điều kiện của cô rất khá, việc gì phải quấn lấy tên rác dưới đó. Tôi tình nguyện, ai khiến anh quan tâm, tôi với anh quen biết gì chứ, cô ấy càng nói càng giận, chỉ muốn đánh cho Ngô Bình một trận. Từ khi Nhiếp Bân theo đuổi Lý Nhược Đình, hắn tiêu cho cô ấy cả đống tiền, cho cô ấy đi chơi du thuyền, ngồi máy bay tư nhân, ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ cô ấy thấy hài lòng với cuộc sống như vậy. Cô ấy cảm thấy đó mới là cuộc sống mà mình nên có, còn mai sau sẽ ra sao thì cô ấy không hề bận tâm. Ngô Bình nhún vai rồi nhìn sang Đường Băng Vân. Đường Băng Vân bước tới định ôm Lý Nhược Đình nhưng đã bị cô ấy đẩy ra, đừng động vào tớ. Đường Băng Vân, có phải cậu cố ý phá hỏng chuyện tốt của tớ không? Cậu thấy Nhiếp Bân theo đuổi tớ, cậu thấy ghen tị đúng không? Đường Băng Vân sững sờ, không ngờ Lý Nhược Đình lại nghĩ như thế về mình, nhất thời cô ấy thấy rất đau lòng. Cô ấy định nói gì đó, nhưng không sao thốt nên lời. Ngô Bình cau mày, Lý Nhược Đình, cô đừng suy bụng ta ra bụng người, Nhiếp Bân là cái thá gì chứ, muốn đi theo sách xếp cho Băng Vân cũng không được đâu. Lý Nhược Đình cười lạnh, suy bụng ta ra bụng người ư. Ha ha, nếu cậu ta thật lòng tốt với tôi thì sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Anh có biết tôi phải mất bao tâm tư với câu được Nhiếp Bân không? Đường Băng Vân ngẩn ra, là cậu chủ động tiếp cận Nhiếp Bân ư. Thì sao, tôi sinh thế này, tại sao không tận dụng điều đó để cho mình một cuộc sống tốt hơn chứ? Cậu tưởng chúng tôi ngu ngơ như cô chắc, Lý Nhược Đình quát lớn. Ngô Bình thờ ơ nói, cô ăn nói cho cẩn thận, cô đang làm tổn thương tới một người thật lòng tốt với cô đó. Thôi đi, loại bạn kiểu này tôi không thiếu, Lý Nhược Đình quay mặt đi. Vu Tiểu Nhiễm chưa mất hết lý trí như Lý Nhược Đình, cô ấy nghi hoặc nhìn Ngô Bình, rốt cuộc anh là ai? Tại sao đến anh Bạch cũng sợ anh? Ngô Bình không trả lời, chỉ vỗ vai Đường Băng Vân, chúng ta đi thôi. Đường Băng Vân cúi đầu xuống rồi lặng lẽ rời đi, Vu Tiểu Nhiễm định đuổi theo nhưng đã bị Lý Nhược Đình cản lại, cô ta lạnh lùng nói, cậu thử đi xem, tớ sẽ không chơi với cậu nữa.
Chương 375, Thiên Sát. Vu Tiểu Nhiễm khẽ thở dài, sau cùng cũng dừng lại, nói, Đình Đình, không cần làm như vậy đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Lý Nhã Đình nhắm mắt lại đáp, đừng nhắc nữa, từ giờ trở đi, mình không quen ai tên là Đường Băng Vân cả. Sau khi ra khỏi quán rượu, Đường Băng Vân im lặng bước về phía trước, Ngô Bình thì đi bên cạnh. Anh hỏi, hay là tôi ôm cô một cái an ủi nhé? Anh cút đi, Đường Băng Vân cảm thấy rất phiền nên nói nặng lời. Ngô Bình cười đáp, đây là chuyện tốt, những người không cùng thế giới quan ở bên cạnh nhau vốn đã không thể hòa hợp. Sau này, họ sẽ có cuộc sống riêng, theo đuổi điều mà họ cho là hạnh phúc. Đường Băng Vân đột nhiên đứng lại, sau đó quay người lại ôm chặt lấy anh. Ngô Bình có thể cảm nhận được cô ấy đang rơi lệ, chẳng mấy chốc vai áo anh đã ướt một mảng lớn. Anh thầm thở dài, Đường Băng Vân xuất thân từ hào môn nhưng trong lòng luôn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Những người chị em tốt đó là chỗ duy nhất cô ấy có thể gửi gắm tâm tình. Giờ chỗ dựa tinh thần đó cũng biến mất, không cần nghĩ cũng biết cô ấy buồn đến mức nào. Anh vỗ nhẹ lưng cô, nói, từ giờ trở đi, tôi chính là chị em tốt của cô. Khi bà dì đến thăm cô có thể gọi điện cho tôi sẽ nhắc cô uống nhiều nước. Anh đáng ghét chết đi được, Đường Băng Vân bật cười trong làn nước mắt. Bàn tay nhỏ khẽ nhéo thắt lưng anh một cái. Ngô Bình cười toét miệng, sau đó ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một khách sạn. Anh nói, Băng Vân, hay chúng ta đi thuê phòng đi, sau đó tôi sẽ tiếp tục đả thông tư tưởng cho cô. Đột nhiên, anh cảm nhận được một luồng sát khí kinh hoàng bao trùm lên không gian xung quanh. Ngô Bình sợ hãi vội lùi về sau mấy bước, cười gượng đáp, tôi đùa thôi mà, cô đừng nghĩ là thật. Đường Băng Vân nhìn anh. Nói, anh có muốn được thấy sức mạnh thực sự của Đường Môn để mở rộng tầm mắt không? Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi lại, cô đang nhắc đến tập đoàn sát thủ sao? Đường Băng Vân gật đầu, nếu muốn xem thì đi cùng tôi. Sau đó Ngô Bình lái xe đi tới một căn cứ bí mật của Đường Môn. Căn cứ này nằm sâu trong núi, xe đi tới nửa đường thì phải xuống leo núi chừng 10 dặm mới tới một thung lũng. Đứng trước lối vào thung lũng, Ngô Bình cảm giác như đây là một thế giới khác không nằm trên trái đất. Cảnh đẹp vô cùng. Anh cười nói, nơi này đẹp thật đấy. Đột nhiên, có hai người xuất hiện trước mặt họ. Hai người đó khom người hành lễ, cô chủ. Đường Băng Vân gật đầu, nói với Ngô Bình, Đường Môn nắm giữ tổ chức sát thủ trong tay. Tên tổ chức là Thiên Sát, tiền thân của nó là tổ chức ám sát do thừa tướng nước Thục Gia Cát Lượng thành lập nên. Năm đó, tổ tiên của Đường Môn chúng tôi chính là một trong những người đứng đầu tổ chức ám sát đó. Về sau nước Thục bị diệt quốc. Tổ chức ám sát cũng biến mất trên giang hồ, đổi tên thành Thiên Sát. Về sau nhà họ Đường dựa vào tổ chức Thiên Sát này để xây dựng nên Đường Môn tồn tại đến ngày hôm nay. Ngô Bình kinh ngạc, nói như vậy, Đường Môn đến nay đã thành lập được hơn 1.700 năm rồi sao? Đường Băng Vân, đúng vậy, hơn 1.700 năm, trải qua nhiều phen ba chìm bảy nổi, suýt thì đã bị diệt môn. Thiên Sát đã vượt qua nhiều chướng ngại và ngày càng mạnh hơn. Hiện giờ Thiên Sát đã trở thành tổ chức sát thủ đứng thứ ba trên toàn thế giới, việc làm ăn cũng mở rộng ra quy mô toàn cầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong thung lũng, bên trong có một số người đang luyện kỹ năng ám sát. Ngô Bình đứng xem một lát rồi hỏi, tổ chức này mỗi năm giết bao nhiêu người vậy? Đường Băng Vân, năm ngoái là hơn 3.500 người, bình quân chúng tôi kiếm được 5 triệu đô từ mỗi vụ như vậy. Ngô Bình kinh ngạc, nói như vậy. Chỉ riêng từ việc ám sát hàng năm cũng đem lại số tiền hơn 17.5 tỷ đô. Đường Băng Vân, Thiên Sát đã phát triển hơn 1.000 năm nay, không chỉ hoạt động dựa vào việc ám sát, bên dưới còn có những biệt đội đánh thuê, công ty bảo an, các tổ chức bảo vệ. Ngoài ra, Thiên Sát và đám quân phiệt châu Phi, trùm buôn thuốc phiện châu Mỹ đều hợp tác với nhau. Ngô Bình cao mày, Đường Môn cũng bán ma túy sao? Đường Băng Vân, không phải bán ma túy, bọn tôi chỉ đảm nhận việc vận chuyển. Giúp đỡ khách vận chuyển hàng từ địa điểm này sang địa điểm khác một cách an toàn bởi chúng tôi có 25 chiếc tàu lặn cỡ vừa và nhỏ, 30 phi cơ vận chuyển nên có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển ưu việt. Ngô Bình cảm thán, Đường Môn đúng là dầu nứt đố đổ vách. Đường Băng Vân, ngoài ra, cùng với việc tổ chức ngày một mạnh lên, Đường Môn đã tự mở nhà máy chế tạo vũ khí, khu mỏ, biệt thự ở châu Phi. Vũ khí sản xuất ra không chỉ để phục vụ tổ chức mà còn bán cho bên thứ ba. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới. Có công nghệ của nước La Sát và cả của nước Mễ nữa. Ngô Bình, có một hệ thống khổng lồ như vậy, chẳng trách tổ chức của bọn cô có thể kinh doanh đến tận bây giờ. Đường Băng Vân khẽ thở dài, đúng vậy,
nhưng Đường Môn hiện giờ cũng không phải vững như kiềng ba chân đâu. Người trong nội bộ có mưu tính riêng, nói không chừng sẽ đến ngày tổ chức sụp đổ. Ngô Bình, yên tâm đi, mai tôi sẽ xem giúp ông nội cô, nói không chừng có thể giúp được ông ấy. Lúc này có một người từ trên không trung đột ngột hạ cánh xuống mặt đất như một chú chim khổng lồ. Người đó chính là Đường Vô Mệnh, nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy không khỏi ngạc nhiên, cậu Ngô, sao cậu lại tới đây? Đường Băng Vân, bác Bảy, là con đưa anh ấy tới. Đường Vô Mệnh gật đầu, cậu Ngô không phải người ngoài, mời lên lầu nói chuyện. Nói rồi ông ấy đi trước dẫn đường, ba người đi qua một nơi trông như một quảng trường nhỏ là đến một ngôi nhà ba tầng xây bằng trúc. Đường Vô Mệnh mời Ngô Bình lên tầng 2, lấy ra bộ đồ pha trà rồi cười nói, ở đây không có gì đặc sắc để thiết đãi cậu, tôi chỉ có một ít trà mời cậu dùng tạm. Ngô Bình, Đường tiên sinh đừng khách sáo như vậy. Ngô Bình đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện bốn bức tường treo đầy tranh chữ, mà bức nào cũng là báu vật hiếm thấy. Ngô Bình đứng dậy, cười nói, xem ra Đường tiên sinh rất yêu thư họa. Những bức họa này đều là kiệt tác. Đường Vô Mệnh cười ha ha, cái gì mà yêu hội họa chứ? Là do Băng Vân thấy nơi này của tôi quá trống trải nên mới đem những bức tranh này tới để tôi treo lên cho đỡ trống. Sau đó Đường Vô Mệnh hỏi anh, cậu Ngô am hiểu hội họa sao? Ngô Bình, tôi chỉ biết sơ sơ. Đường Vô Mệnh gật đầu, những bức thư họa này tôi cũng không hiểu. Băng Vân, lát nữa con gói lại hết để bác tặng lại cho cậu ấy. Ngô Bình vội vã xua tay, Đường tiên sinh, những bức họa này quá quý giá, tôi không thể nhận. Đường Vô Mệnh cười đáp, so với cái mạng già này của tôi thì mấy bức tranh đó có đáng là gì đâu. Hơn nữa cậu và Băng Vân là một đôi, nói không chừng sau này cậu cũng phải gọi tôi một tiếng bác Bảy ấy chứ. Đường Băng Vân, Ngô Bình, bác Bảy cho thì anh cứ nhận đi, dù gì để lại đây cũng lãng phí. Đường Vô Mệnh cười sảng khoái, không sai. Ngô Bình thấy tấm lòng thành của ông ấy nên sau cùng cũng nhận lời. Đường Băng Vân hỏi, bác Bảy, lúc sáng bác đi đâu thế? Đường Vô Mệnh chậm rãi đáp, cũng không có gì, chỉ là đi giết vài người mà thôi. Đường Băng Vân khẽ thở dài, Đường Môn hiện giờ vô cùng loạn, không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa. Đường Vô Mệnh thoáng cau mày hỏi Ngô Bình, cậu Ngô, y thuật của cậu cao minh như vậy không biết có chữa được vết thương của bố tôi không? Ngô Bình đáp, Băng Vân đã nói với tôi rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp cụ nhà, hy vọng sẽ giúp được gì đó. Đường Vô Mệnh mắt sáng lên, được được, vất vả cho cậu rồi. Đường Môn hiện giờ có một số kẻ không chịu an phận. Nhưng chỉ cần bố tôi không sao thì để xem những kẻ đó còn dám ngang ngược không. Chương 376, Người già, vẹt và chó. Đường Vô Mệnh vừa nói xong thì đột nhiên trợn tròn mắt lên, vẻ mặt bỗng trở nên hung tợn như thể bên trong ông ấy có một con thú dữ sắp được phóng thích ra ngoài vậy. Ngô Bình dự cảm thấy điểm không lành nên lập tức kéo tay Đường Băng Vân, đi mau. Đường Băng Vân bị anh kéo phăng đi. Hai người họ lao ra khỏi căn nhà trúc như một cơn lốc. Họ vừa chạy ra khỏi đó được vài chục mét thì đằng sau vọng tới tiếng gầm thét như tiếng gầm của loài dã thú rồi căn nhà trúc đột ngột nổ tung. Sau đó, một bóng người lao ra từ đó, chạy về phía những sát thủ đang luyện tập trong thung lũng. Bốp! Trong đám sát thủ đang luyện tập có một sát thủ cảnh giới tiên thiên vừa ngẩng đầu lên thì đã bị cái bóng vừa lao tới, cũng chính là Đường Vô Mệnh dùng một chưởng đập nát đầu. Chất lỏng màu trắng và màu đỏ bắn ra tung tóe. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ngô Bình còn chẳng quay đầu lại mà kéo Đường Băng Vân chạy thục mạng, nhanh chóng trốn lên đỉnh núi. Lúc này, từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy một bóng người đang tả xung hữu đột lao vào đám sát thủ. Một người còn sống nhăn tự nhiên bị xé xác, máu thịt vương vãi khắp nơi. Đường Băng Vân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bác Bảy của tôi bị sao vậy? Ngô Bình sầm mặt lại, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì, đi mau, còn chần chừ nữa là không kịp đâu. Nói rồi anh tiếp tục kéo Đường Băng Vân chạy ra khỏi núi. Họ chạy một mạch về chỗ đỗ xe, sau khi lên xe Ngô Bình nhấn ga phóng vọt đi, rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Đường Băng Vân không thể ngồi yên, Ngô Bình, anh có biết tại sao bác ấy lại đột nhiên phát điên như vậy không? Là tà ma, Ngô Bình vẻ mặt vô cùng khó coi. Tà ma, thứ đó là gì vậy? Đường Băng Di kinh ngạc, rõ ràng là không hề biết gì về thứ này. Ngô Bình phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Đáp hôm nay lúc tôi cứu hỏa đã phát hiện ra kẻ phóng hỏa đó cũng bị một thứ gì đó ảnh hưởng đến thần trí, tôi nghi ngờ hai việc này có liên quan đến nhau. Anh nói tiếp, có phải bác Bảy của cô có thể tới gặp ông nội cô bất cứ lúc nào không? Đường Băng Vân gật đầu, bác Bảy là người ông nội tin tưởng nhất,
quả thực có thể đến gặp ông bất cứ lúc nào. Lập tức gọi điện cho ông nội cô, bảo ông nội đến một nơi không ai biết. Đường Băng Vân sợ hãi, vội vã gọi điện cho ông nội, trong điện thoại nhanh chóng vọng tới một giọng nói hiền hòa, Băng Vân, ông nghe nói hôm nay cháu đưa bạn trai tới. Đường Băng Vân vội vã nói, ông nội, bác Bảy phát điên rồi. Bác ấy đang giết rất nhiều người ở căn cứ, Ngô Bình nói có lẽ việc này liên quan đến tà ma gì đó. Ông ơi, ông đang ở đâu? Cái gì, tà ma, giọng Đường Thiên Tuyệt trầm hẳn xuống, cháu đưa điện thoại cho Ngô Bình. Đường Băng Vân áp điện thoại vào tai Ngô Bình, anh chào hỏi, cháu chào ông, cháu là Ngô Bình. Ngô Bình, những lời khách sáo thì bỏ qua đi. Ông hỏi cháu, sao cháu lại biết tới tà ma, Đường Thiên Tuyệt hỏi bằng giọng nghiêm trọng. Ngô Bình, cháu từng nói chuyện điện thoại với Trương Thiên Hoành. Đường Thiên Tuyệt kinh ngạc, cháu quen thần tướng Trương Thiên Hoành sao? Dừng lại một chút, ông ấy hỏi tiếp, sao cháu đoán ra Vô Mệnh bị tà ma điều khiển? Ngô Bình kể lại điều mình phát hiện ra ở hiện trường vụ cháy, sau đó nói, nếu không phải do tà ma thì sao một cao thủ như vậy có thể đột ngột phát điên cơ chứ? Hơn nữa cháu đã quan sát rồi, ông ấy không trúng độc, không bị thôi miên, cơ thể bình thường. Hiện giờ thì tà ma là cách giải thích hợp lý nhất. Đường Thiên Tuyệt thở dài, Ngô Bình, cháu đưa Băng Vân đến chỗ ông đi. Ngô Bình, vâng. Đường Băng Vân chỉ đường, Ngô Bình lái xe đi tới chỗ Đường Thiên Tuyệt. Nơi ông ấy ở là thị trấn Hoa Thần, một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô Cẩm Thành. Xe của họ đi vào thị trấn Hoa Thần, nơi đây thơm ngát hương hoa, rộn vang tiếng chim hót, bên đường trồng đầy hoa. Người dân nơi đây sống nhờ buôn bán hoa, hoa ở đây nổi tiếng toàn quốc. Xe của họ đi vào một con ngõ nhỏ, cuối ngõ là một căn nhà nhìn rất cổ kính. Chiếc xe của họ vừa tới thì cửa lập tức mở ra, một ông cụ trông khoảng chừng 70-80 tuổi bước ra khỏi nhà. Đường Băng Vân vội vã xuống xe, gọi với theo, ông nội ơi. Người trông như một ông lão nhà quê này thực ra lại là Đường Thiên Tuyệt, người đứng đầu đường môn. Điều đó khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, sau đó nhìn sang Ngô Bình, hỏi, cháu là Ngô Bình phải không? Được lắm, rất tuấn tú. Ngô Bình vội vã chắp tay hành lễ, vinh hạnh được gặp ông. Ừ, vào nhà đi, ba người họ đi vào sân nhà. Đó là một cái sân trông rất bình thường, trong sân trồng vài bụi cây, nuôi một con chim và một chú chó to màu vàng. Chú chó vàng trông rất to, khi nó đứng lên phải cao bằng một người. Nó yên lặng nằm trên sân, nhìn thấy Đường Băng Vân đi vào nó cũng chỉ đảo mắt vài cái. Trong chiếc lồng chim có một chú vẹt ma cao lông xanh bụng vàng. Nó đang nghiêng đầu dò xét Ngô Bình. Trong sân có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có ấm và chén trà. Đường Thiên Tuyệt rót nước cho hai người họ, cười nói, là lá trà ông tự trồng, uống thử xem. Ngô Bình dùng hai tay đón lấy chén trà. Anh không uống mà quay sang quan sát con vẹt ma cao kia với vẻ mặt rất tò mò. Anh phát hiện trên đỉnh đầu con chim này có một luồng ánh sáng vàng bốc lên. Theo tướng học thì đây là dấu hiệu báo hiệu mệnh cách cực kỳ quý. Nhưng một con chim, sao có thể có vận mệnh của con người chứ? Danh con, cậu nhìn gì hả? Đột nhiên con vẹt ma cao mở miệng nói chuyện, lại còn nói giọng nam. Ngô Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, mày biết nói chuyện sao? Có gì mà kinh ngạc? Nói tiếng người khó đến vậy sao, con vẹt trả treo với anh, ngữ điệu lại còn đầy vẻ giễu cợt. Đường Băng Vân nói, Ngô Bình, đó là ông Hoa, tuổi còn lớn hơn tuổi ông nội tôi nữa. Con vẹt nhìn Đường Băng Vân mà nói, cô gái, có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì ông Hoa đây có thể miễn cưỡng làm bạn trai cô. Đường Băng Vân sớm đã không còn lạ lùng gì chuyện này, cô lườm con vẹt rồi nói, ngoài ra, ông Hoa còn là một con vẹt háo sắc. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười nói, ông Hoa, đừng có nghĩ đến việc sơ múi cháu gái tôi. Tôi sẽ tìm cho ông một con vẹt cái. Tìm cái đầu ông, con vẹt này đột nhiên ngoác mỏ mắng, không hề nể mặt Đường Thiên Tuyệt. Đường Thiên Tuyệt cũng không nổi giận, mà bật cười ha hả, ông Hoa, tà ma lại xuất hiện, ông thấy sao? Tà ma sao, con vẹt như thể suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Kể nghe xem nào. Đường Thiên Tuyệt liền kể lại chuyện Đường Vô Mệnh phát điên và chuyện ở hiện trường vụ phóng hỏa. Con vẹt nghe xong đột nhiên thở dài não nề, 80-90% là thứ đó đã sống dậy. Thứ gì vậy, Ngô Bình không khỏi tò mò hỏi con vẹt. Ông Hoa đáp, địa phủ. Địa phủ, Ngô Bình ngẩn người. Đường Thiên Tuyệt, địa phủ là một tổ chức rất mạnh do tà ma tạo thành, nó đã từng uy hiếp rất nhiều triều đại. Các đời vua đều căm hận nó thấu xương. Ngô Bình, trong địa phủ đều là tà ma sao?
không chỉ có tà ma mà còn vô số những thứ tà đạo khác, rất nhiều tu sĩ tà đạo cũng được nó chiêu mộ. Tóm lại, địa phủ là một tổ chức cực kỳ mạnh và đáng sợ. Nếu chuyện của vô mệnh thực sự liên quan đến nó thì có nghĩa tổ chức này đã ra tay với Đường Môn. Đường Băng Vân mặt trắng bệch, ông nội, bác Bảy bị tà ma kiểm soát sao? Đường Thiên Tuyệt thở dài, nói đúng hơn thì là bị nhập xác. Đường vô mệnh giờ đã không còn là Đường vô mệnh nữa mà là một tà ma. Vậy có cách nào giải quyết không? Đường Băng Vân vội vã hỏi. Đường Thiên Tuyệt lắc đầu, không có cách hóa giải. Ông chưa từng nghe có cách nào cứu được người bị tà ma nhập xác. Ngô Bình vội vã đáp, cháu có thể thử. Đường Thiên Tuyệt lập tức nhìn anh, hỏi cháu có cách gì sao? Ông Hoa cũng quay sang nhìn Ngô Bình mỉa mai, nhóc con, cậu đang bốc phét sao? Ngô Bình, không phải bốc phét, tôi có cách thật. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, có một loại phép phù thủy có thể mượn một bức tượng để phong ấn tà ma bên trong. Tuy nhiên quá trình thì hơi phức tạp, cần phải niệm chứ. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ, vậy quá tốt rồi. Chương 377, chú chó thần bí. Đường Băng Vân, ông nội, bác Bảy phải làm sao? Giờ bác ấy bị nhập xác, không ai đến gần được. Đường Thiên Tuyệt bình thản đáp, ông tự khắc sẽ có cách. Nói rồi, ông ấy nhìn vào trong nhà, gọi, võ sinh. Một người đàn ông bước ra, người này mặc trang phục của một võ sư trong kinh kịch với mũ, áo khoác, mũi tên, ủng đế mỏng và gương mặt đầy phấn son. Đại nhân có gì dặn dò sao, giọng điệu của người đó cũng giống giọng võ sư trong kinh kịch rất vang và có lực, từng chữ như rót vào tai. Đường Thiên Tuyệt, đi tới căn cứ ở thung lũng, bắt Đường vô mệnh tới gặp tôi. Tuân lệnh, võ sư này nhún người nhảy lên một cái rồi biến mất hút. Ngô Bình kinh ngạc, người đó, địa tiên. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, năm xưa ông là tướng quân trong triều đình, còn đó là phó quan của ông và vẫn theo ông từ đó đến nay. Ngô Bình, địa tiên, không phải đi tới địa tiên giới sao? Đường Thiên Tuyệt, ông vượt cảnh giới không thành nên đương nhiên không cần đi. Còn phó quan của ông chỉ là một người ở ẩn, thế giới bên ngoài không biết đến sự tồn tại của ông ấy nên đương nhiên cũng không cần đi nữa. Ngô Bình gật đầu, nếu là vậy thì cũng dễ hiểu. Đường Băng Vân vội hỏi anh, Ngô Bình, anh thấy ông nội tôi còn cơ hội hồi phục không? Từ lúc bước vào đây, Ngô Bình đã không ngừng quan sát Đường Thiên Tuyệt. Ban đầu ông ấy quả thực là địa tiên, chỉ tiếc là vượt ải không thành công khiến tu vi rớt xuống dưới tiêu chuẩn của địa tiên. Trước mắt tình hình của ông ấy rất đáng báo động, chỉ sợ không sống nổi tới một năm nữa. Ông à, ông bị tổn thương nguyên thần, phải dùng đan dược để trị liệu, Ngô Bình nói thẳng. Đan dược sao, Đường Thiên Tuyệt khẽ thở dài, nhưng trên thế giới này không có ai điều chế được đan dược. Còn đám người ở địa tiên giới, hừ, ông không muốn tiếp xúc với họ. Đường Băng Vân mắt sáng lên, Ngô Bình từng nói với cháu anh ấy có thể luyện đan dược. Đường Thiên Tuyệt vô cùng ngạc nhiên, ông nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cháu là thầy luyện đan sao? Ngô Bình cười đáp, cháu chỉ biết sơ sơ, không thể gọi là thầy được. Đường Thiên Tuyệt đột nhiên cười ha ha đáp, biết sơ sơ cũng đã là rất giỏi rồi. Xem ra là số mệnh của Đường Thiên Tuyệt này chưa tận. Ông Hoa dò xét Ngô Bình một lượt rồi hỏi, nhóc con, cậu rốt cuộc là ai hả? Không những hóa giải được tà ma nhập thể, lại còn biết luyện đan. Cậu là đồ đệ của thần tiên hả? Ngô Bình cười đáp, ông Hoa, nếu ông nói cho tôi biết tại sao ông biết nói tiếng người thì tôi sẽ nói cho ông biết tôi học luyện đan từ ai. Ông Hoa cười lạnh, ông đây không tò mò đến vậy. Đường Băng Vân, Ngô Bình, có phải trước mắt chúng ta cần một cái lò luyện đan không? Ngô Bình gật đầu, đợi chữa xong bệnh cho bác Đường, chúng ta sẽ tìm lò luyện đan. Lúc này, con chó lớn màu vàng đột nhiên đứng dậy. Khi đứng lên, đầu nó cao ngang với Ngô Bình đang ngồi. Vuốt của nó trông thô và to lớn như vuốt sư tử, còn cả người nó được phủ một lớp lông màu vàng kim. Chú chó này vừa xuất hiện thì con vẹt kia đột nhiên không còn hống hách như lúc trước mà xòe một bên cánh ra hành lễ với nó. Đến Đường Thiên Tuyệt cũng khách sáo nâng chén trà lên, nói, Đông Hoàng, mời dùng trà. Chú chó vàng này quả nhiên thè lưỡi ra liếm vài ngụm nước trà, sau đó khì khì mũi, mắt nhìn chòng chọc Ngô Bình. Ngô Bình bị nó nhìn chòng chọc đến rợn người, vội vã bưng chén trà của mình đưa cho nó, nói, mời dùng. Thế nhưng chú chó không nhìn chén trà mà vẫn nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình đưa mắt nhìn Đường Thiên Tuyệt, Đường Thiên Tuyệt vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn chú chó vàng không chớp mắt. Đột nhiên, chú chó vàng thè lưỡi ra liếm tay Ngô Bình, sau đó ngoan ngoãn nằm dưới chân anh, không động đậy nữa.
Ngô Bình từ nhỏ đã rất thích chó, không kìm được mà đưa tay vuốt ve đầu chú chó. Anh cảm thấy chú chó này lông rất mượt nên cười đáp, chú chó này ngoan thật. Sau đó anh đột nhiên sững lại, phát hiện Đường Thiên Tuyệt và ông Hoa đều nhìn anh với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Đến Đường Băng Vân cũng há hốc miệng, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mọi người sao vậy? Ngô Bình hỏi. Đường Thiên Tuyệt vội uống hớp trà, đáp không có gì. Ngô Bình, tên chú chó là Đông Hoàng, nếu cháu thích thì cứ đưa Đông Hoàng đi đi. Ngô Bình mừng rỡ, cháu có thể đưa nó đi thật sao? Đường Thiên Tuyệt cười đáp, đương nhiên rồi. Ngô Bình túm lấy lông của chú chó, nói, mày tên là Đông Hoàng phải không? Cái tên bá đạo thật đấy. Đường Băng Vân ho khan một cái, nói, Ngô Bình, chúng ta ra ngoài ngắm hoa đi. Ngô Bình biết Đường Băng Vân chắc chắn có chuyện gì đó muốn nói với anh nên lập tức ra ngoài cùng cô. Họ đi ra ngoài ngõ, đi về phía trước một đoạn là một vườn hoa. Tất cả những loài hoa đẹp nhất của thị trấn đều được trồng ở đây, hương hoa nhẹ nhàng thoảng qua. Đường Băng Vân nhỏ tiếng hỏi, anh định đưa Đông Hoàng đi thật sao? Ngô Bình cười đáp, sao thế, cô không nỡ hả? Đường Băng Vân, không phải là không nỡ mà tôi chỉ thấy rất kỳ lạ. Đông Hoàng chưa từng tỏ ra thân thiết với bất kỳ ai, kể cả ông nội tôi nó cũng không thèm để ý tới. Ngô Bình cảm thấy hết sức kỳ lạ, không thèm để ý đến ông nội cô. Nó không phải thú cưng của ông nội cô sao? Đường Băng Vân vội vã đáp, nó không phải thú cưng mà là khách quý của ông nội tôi. Hồi còn nhỏ, mỗi năm đến Tết, ông nội đều bắt tôi dập đầu chúc Tết nó. Đúng rồi, ông Hoa ngang ngược như vậy mà cũng phải dập đầu trước nó. Ngô Bình sững sờ, cô dập đầu với một con chó sao? Đường Băng Vân ra hiệu bảo anh nói nhỏ tiếng, đáp đừng để Đông Hoàng nghe thấy. Một khi nó điên lên, ông nội tôi cũng phải né đi. Ngô Bình cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Băng Vân, rốt cuộc chú chó đó là thứ gì? Đường Băng Vân lắc đầu, tôi cũng không rõ, từ lúc tôi bắt đầu hiểu mọi chuyện thì Đông Hoàng đã ở nhà tôi rồi. Ông nội vô cùng khách sáo với nó, ăn cơm cũng để nó ăn trước, cứ như đối đãi với tổ tiên nhà tôi vậy. Ngô Bình lắc đầu, thật sự quá kỳ quái, chắc chắn chú chó này có xuất thân không đơn giản. Đường Băng Vân, tôi đã hỏi ông nội rất nhiều lần nhưng ông đều không nói. Lúc này có hai đứa trẻ chạy tới vườn hoa chơi, trông chúng chừng hơn 4 tuổi, thắt bím tóc đuôi sam hai bên trông vô cùng trắng trẻo mũm mĩm. Hai đứa trẻ nhảy chân sáo đến trước mặt Ngô Bình, bé gái chớp mắt hỏi, chị à, anh à, hai người đã gặp Đông Hoàng chưa? Ngô Bình cười đáp, em cũng biết Đông Hoàng sao? Bé gái gật đầu, vâng, Đông Hoàng thích em nhất, nói rồi cô bé lấy trong túi ra một viên bảo thạch. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện đó là một viên tiên thạch. Anh kinh ngạc hỏi, viên đá này ai đưa cho em vậy? Bé gái cười đáp, bố em bảo em mang tặng cho Đông Hoàng. Ngô Bình ngẩn người, bố em sao? Vâng, cô bé quay đầu lại chỉ về phía sau. Ngô Bình nhìn theo thì thấy ở phía không xa dưới cây hoa quế có một người đàn ông đang đứng. Người đó chừng hơn 30 tuổi, Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra đây là một nhân tiên. Đối phương thấy Ngô Bình nhìn sang thì mỉm cười gật đầu với anh, Ngô Bình cũng gật đầu lại, trong lòng càng lúc càng thấy ngờ vực. Anh hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, cô nói trước giờ Đông Hoàng không thèm để ý đến ai. Đường Băng Vân, đúng vậy, nó vô cùng kiêu ngạo, lúc nào cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng ánh mắt nó nhìn anh thì khác, có thể thấy nó rất có hứng thú với anh. Ngô Bình nhìn người đàn ông ban nãy rồi hỏi, ở thị trấn này đi đâu cũng gặp được nhân tiên sao? Đường Băng Vân cười đáp, đó là chuyện thường, thị trấn Hoa Thần vốn là chốn ẩn thân của rất nhiều cao nhân, như ông nội tôi chẳng hạn. Ngô Bình tò mò hỏi, nhiều cao nhân ẩn thân ở nơi này là vì lý do gì? Có lẽ là vì Đông Hoàng, Đường Băng Vân như thế cũng không chắc chắn lắm, dù gì thì họ hay tới tìm Đông Hoàng lắm, nhưng nó cũng không thèm để ý đến họ. Ngô Bình như nghĩ ngợi gì đó, sau đó đột nhiên chạy vào trong con ngõ nhỏ gọi lớn, Đông Hoàng. Anh muốn xem chú chó này có nghe lời mình hay không. Anh còn chưa dứt lời thì chú chó vàng chạy vọt ra. Chú chó to lớn nhưng chạy rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Ngô Bình. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông đứng dưới cây hoa quế vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể anh ta vừa nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Chương 378, chủ nhân mới của thiên sát. Ngô Bình xoa xoa đầu Đông Hoàng, nói, Đông Hoàng, cô bé này muốn tặng mày một viên đá. Đông Hoàng liếc nhìn viên tiên thạch, sau đó đi về phía cô bé rồi nuốt luôn viên tiên thạch. Nó còn chẳng nhai mà nuốt luôn vào bụng. Ngô Bình trợn tròn mắt, nuốt sống tiên thạch sao?
Cô bé kia rất vui sướng, muốn vuốt ve Đông Hoàng nhưng lại không dám. Ngô Bình cười nói, đừng sợ, em cứ vuốt ve nó đi. Hai cô bé chậm chậm thò tay ra vuốt ve đám lông trên người Đông Hoàng một lát rồi lại rụt tay về. Sau đó, hai cô bé vui sướng chạy về phía người đàn ông ban nãy với vẻ tự hào như thể mình vừa làm được việc gì đó vô cùng lợi hại. Người đàn ông kia gật đầu chào Ngô Bình, sau đó đưa hai cô bé rời khỏi đó. Đường Băng Vân hỏi, Ngô Bình, anh có biết đó là ai không? Ngô Bình hỏi lại, ai vậy? Ba Châu Vương, Từ Hoàng, người được mệnh danh là cao thủ số một dưới địa tiên. Sư phụ của anh ta là Đồ Long Tẩu đến đây ẩn cư nên anh ta thường đến thăm. Ba Châu Vương Từ Hoàng, Ngô Bình âm thầm ghi nhớ tên của người này. Anh quay sang nói với Đông Hoàng, đến tiên thạch mà mày cũng ăn sao? Vừa hay tao có một ít, lát về cho mày ăn nhé, nói rồi hai người và Đông Hoàng quay lại nhà Đường Thiên Tuyệt. Khi về đến nơi, anh phát hiện ra Đường Vô Mệnh đang quỳ trên mặt đất. Vị võ sư ban nãy đang dùng một tay ấn lên vai ông ấy. Chỉ một cái ấn nhẹ thôi mà một cao thủ mạnh như Đường Vô Mệnh lại không thể cử động. Đường Thiên Tuyệt vội nói, Ngô Bình, những việc còn lại phải phiền cháu rồi. Ngô Bình gật đầu, anh lấy ra con dao găm rồi đi tới chỗ cây đào bên cạnh, chặt lấy một đoạn gỗ đào rồi bắt đầu điêu khắc. Chỉ vài phút sau, một tượng gỗ nhỏ xấu xí đã ra đời. Tượng gỗ nhỏ này miệng thì nhếch, mắt thì xếch lên trông như một chú hề ngỗ nghĩnh. Nhìn thấy bức tượng gỗ nhỏ, Đường Băng Vân bật cười thành tiếng, anh điêu khắc giỏi quá nhỉ. Ngô Bình hứ một cái, đáp xấu thì có xấu, nhưng mà hữu dụng. Sau đó anh bắt đầu vẽ những đường phù văn cổ quái lên tượng gỗ. Sau khi vẽ xong, anh cởi bỏ áo ngoài của Đường Vô Mệnh, sau đó anh dùng dao khắc lên da của ông ấy những hình vẽ giống hệt như hình anh vẽ trên tượng gỗ nhỏ. Rất nhanh sau đó, ở trước ngực và sau lưng, trên cổ và mặt của Đường Vô Mệnh đã đầy những hình vẽ chằng chịt. Máu tươi không ngừng rỏ xuống nhuộm cả người ông ấy thành màu đỏ. Lúc này, Ngô Bình quay sang mỉm cười với võ sư, nói tiền bối, tôi cần ông giúp đỡ. Võ sư đáp, mời nói. Ngô Bình, tôi sẽ dạy ông một đoạn chú, tiền bối giúp tôi niệm đoạn chú này là được. Võ sư gật đầu đáp, được. Ngô Bình liền dạy võ sư đoạn chú, chỉ khoảng hơn 100 âm tiết nhưng lại vô cùng rắc rối. Võ sư hơn nửa tiếng mới thuộc được. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Bình cầm tượng gỗ nhỏ ấn vào ấn đường của Đường Vô Mệnh rồi gật đầu với võ sư, ông có thể bắt đầu rồi. Võ sư lập tức niệm đoạn chú Ngô Bình vừa dạy. Võ sư là địa tiên nên ông ấy khai triển chú thuật sẽ có tác dụng lớn hơn so với Ngô Bình hàng trăm lần. Võ sư vừa bắt đầu niệm chú thì Đường Vô Mệnh nãy giờ im lặng đột nhiên giống lên. Ông ấy mở trừng mắt, nhìn Ngô Bình chòng chọc, thằng danh con, dám chống đối địa phủ, tao sẽ khiến mày sống không được mà chết cũng chẳng xong. Dứt lời, Đường Vô Mệnh ngẹo cổ sang một bên, từ ấn đường bay ra một làn khói đen bay tới nhập vào tượng gỗ nhỏ. Tượng người gỗ đột nhiên chuyển thành màu lam nhàn nhạt, đôi mắt nó cũng phát ra tia sáng quỷ dị. Ngô Bình vội vã nhặt lấy tượng gỗ nhỏ, thò tay ra vỗ vào lưng Đường Vô Mệnh. Lúc này Đường Vô Mệnh mới dần tỉnh lại, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng. Ông ấy ráo rác nhìn quanh, sau đó đột nhiên quỳ xuống, bố. Đường Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói, Vô Mệnh, đứng dậy đi. Con còn nhớ đã có chuyện gì xảy ra không? Đường Vô Mệnh nghĩ ngợi một lát rồi đáp, con nhớ lúc đó mình đang ở căn cứ. Băng Vân và Ngô Bình ở cùng con, chuyện sau đó thì con không nhớ gì nữa. Đường Thiên Tuyệt, Băng Vân, cháu kể lại chuyện đã xảy ra cho bác Bảy nghe đi. Đường Băng Vân gật đầu, kể lại đầu đuôi cho bác mình nghe. Đường Vô Mệnh nghe được một nửa thì vừa kinh ngạc vừa đau đớn kêu lên, bác lại bị tà ma nhập vào rồi đi giết những người anh em của mình sao? Đường Thiên Tuyệt, tổn thất rất lớn, người ở căn cứ không một ai không bị thương. Xảy ra chuyện như vậy rồi thì con không thể tiếp tục quản lý thiên sát nữa, nếu không những kẻ bên dưới sẽ không phục. Đường Vô Mệnh cúi đầu đáp, vâng. Đường Thiên Tuyệt nói tiếp, Băng Vân, từ nay trở đi, cháu là chủ nhân đời tiếp theo của thiên sát. Đường Vô Mệnh lập tức lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng trông rất cổ xưa rồi dùng hai tay đưa cho Đường Băng Vân. Đường Băng Vân vô cùng ngạc nhiên, đáp ông nội, cháu chưa đủ năng lực hay kinh nghiệm, giờ đột nhiên lên tiếp quản vị trí này thì những người khác có phục không? Đường Thiên Tuyệt bình thản đáp, bây giờ chưa phục nhưng sau này sẽ phục, nhận lệnh đi. Đường Băng Vân không nói gì nữa, dùng hai tay đón lấy lệnh bài. Đường Thiên Tuyệt gật đầu rồi hỏi Ngô Bình, Ngô Bình, cháu có đồng ý giúp Băng Vân ngồi vững trên vị trí này không? Ngô Bình đáp, Băng Vân là bạn cháu,
cháu giúp cô ấy là lẽ đương nhiên. Có điều, hiện tại cháu tạm thời chưa có ý định gia nhập Thiên Sát. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười đáp, không sao. Đường Băng Vân, ông nội, địa phủ đã nhắm vào đường môn chúng ta, bọn chúng muốn làm gì vậy? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp, còn làm gì được nữa? Chính là vì đường môn của chúng ta lớn mạnh, nếu địa phủ có thể giành được đường môn thì sức ảnh hưởng của chúng sẽ lớn đến thế nào? Đường Băng Vân vô cùng lo lắng hỏi, địa phủ lớn mạnh như vậy, chúng ta có thể đối phó được không? Đường Thiên Tuyệt cười lạnh, đường môn từ khi thành lập đến nay đã hơn 1.700 năm, trải qua biết bao biến cố. Đường môn chúng ta có sợ ai bao giờ? Đường Băng Vân cảm thấy yên lòng hơn một chút, nói, ông nội, cháu và Ngô Bình định đi tìm lò luyện đan, sau đó luyện ra đan dược giúp ông phục hồi tu vi. Đường Thiên Tuyệt cười đáp, được, hai đứa đi đi. Cần thứ gì cứ nói với ông. Khi hai người đi ra ngoài, Đông Hoàng cũng đứng dậy đi theo. Hai người và một chú chó lên xe ra khỏi thị trấn Hoa Thần. Sau khi đi lên đường lớn, Đường Băng Vân nói, tôi vừa lên chức chủ nhân Thiên Sát, ắt phải sắp xếp lại một chút nên sáng sớm ngày kia chúng ta gặp ở Giang Bắc nhé. Ngô Bình gật đầu, được, giờ tôi sẽ về tỉnh ca, ngày kia gặp lại. Ngô Bình lái xe đến thẳng sân bay, Đường Băng Vân đã sắp xếp sẵn hai chiếc máy bay ở đó. Khi đến trước máy bay, Ngô Bình nói, cô mới nhậm chức, chỉ sợ sẽ gặp không ít rắc rối. Nếu có việc gì cần thì cứ tìm tôi nhé. Đường Băng Vân cười đáp, được, tôi biết rồi, anh lên máy bay đi. Ngô Bình gật đầu rồi lên máy bay với Đông Hoàng, chiếc máy bay cất cánh, sau đó lại một chiếc máy bay vận chuyển khác cất cánh. Chiếc máy bay này dùng để chở chiếc siêu xe của Ngô Bình. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống một sân bay của tỉnh ca. Ngô Bình lái chiếc siêu xe màu xám của mình đi về phía Thạch Thành. Dự án nhà máy thuốc đã đàm phán thành công, có điều anh cảm thấy mình vẫn cần bàn bạc thêm với Từ Bác Nhân và Chu Truyền Võ. Ngoài ra, văn phòng của Hắc Thạch là ở Thạch Thành. Người làm đội trưởng như anh đương nhiên nên đến xem xét. Anh lái xe tới phố Lệ Thủy, ở đó anh đã mua một căn nhà, anh định sẽ đỗ xe ở đó. Ngô Bình mở cửa nhà thì nghe thấy bên trong nhà có tiếng động, lại nhìn thấy trên giá treo có quần áo. Ngô Bình mỉm cười hỏi, Thanh Nghiên, em đang ở nhà sao? Nói rồi, Ngô Bình mở cửa phòng ngủ, cửa phòng mở ra, quả nhiên Chu Thanh Nghiên đang nằm bò trên giường gõ máy tính. Nghe giọng Ngô Bình, cô còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi, anh đến từ lúc nào vậy? Ngô Bình ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn màn hình, cô ấy đang lo việc từ thiện. Ngô Bình nói, Thanh Nghiên, không cần vất vả vậy đâu, việc từ thiện từ từ giải quyết được mà. Chu Thanh Nghiên, em làm sắp xong rồi, đợi em xíu. Lúc này, Đông Hoàng cũng đang đi vòng quanh phòng khách như thể nó đang làm quen với môi trường ở đây. Nó lượn một vòng rồi cũng đi vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy chú chó lớn màu vàng, Chu Thanh Nghiên ngạc nhiên, Bình, chó của anh sao? Ngô Bình, tên nó là Đông Hoàng, ngoan lắm. Vậy sao, nói rồi Chu Thanh Nghiên vươn tay ra định vuốt ve Đông Hoàng nhưng Đông Hoàng vẻ mặt chê bai, lùi về sau mấy bước. Chu Thanh Nghiên cười khoái chí, vẫn cố chấp xoa đầu Đông Hoàng bằng được, nói, ngoan quá đi. Chương 379, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngô Bình hỏi, Thanh Nghiên, em đến từ khi nào vậy? Lần trước lúc anh đi khỏi Thạch Thành đã đưa cho Chu Thanh Nghiên một bộ chìa khóa, bảo cô tới sống trong căn nhà trên phố Lệ Thủy này. Chu Thanh Nghiên, hôm qua được nghỉ phép nên em tới đây ở vài hôm, không ngờ anh cũng tới, nói rồi cô lưu tài liệu trên máy tính lại rồi đẩy chiếc laptop sang cho Ngô Bình xem. Ngô Bình không xem mà đáp, em làm là được rồi, dù gì anh có xem cũng không hiểu. Bàn tay ngọc ngà của Chu Thanh Nghiên khẽ ấn lên trán anh một cái, nói con sâu lười này. Ngô Bình cười hi hi, ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Chu Thanh Nghiên bỗng mềm nhũn người, nói nhỏ, hôm nay em không tiện cho lắm. Ngô Bình không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói nhỏ câu gì đó. Đáng ghét, em không thích, Chu Thanh Nghiên miệng từ chối nhưng lại quay lại ôm lấy Ngô Bình. Ngô Bình thấy tu vi của cô được nâng cao, nói, Thanh Nghiên, lát nữa anh giúp em đả thông kinh mạch cấp 3, sau đó chuyển cho em một bộ đoàn thể thuật cấp cao. Chu Thanh Nghiên sáng mắt lên, anh, em nghe nói đoàn thể thuật là một loại tuyệt học bí truyền, ví dụ như dịch cân kinh của chùa Đại Thiền cũng chính là một loại đoàn thể thuật hết sức cao thâm. Ngô Bình cười đáp, mặc dù không biết dịch cân kinh kia thế nào, nhưng cái anh dạy em chắc chắn không thua kém gì nó. Em cứ chăm chỉ học hành, anh sẽ ở lại Thạch Thành vài hôm, tiện dạy em một phương pháp hít thở.
Ngô Bình chợt nghiêm mặt lại rồi nói tiếp, nhưng cái anh truyền cho em không được nói với bất cứ ai, kể cả là người nhà. Em có làm được không? Chu Thanh Nhiên gật đầu thật mạnh, em làm được. Ngô Bình vốn có ý đồ đè Chu Thanh Nhiên ra bắt nạt cô một trận nhưng giờ chỉ đành kiên nhẫn ngồi dậy cô đoàn thể thuật. Đoàn thể thuật cao cấp có độ khó cao, anh ngồi bên cạnh kiên nhẫn chỉ bảo. Có lúc anh còn dùng chân khí tím để giúp cô đả thông một phần kinh mạch. Luyện được một giờ đồng hồ, Chu Thanh Nhiên đã đổ đầy mồ hôi, mệt như sắp ngất đến nơi, không thể cử động được nữa. Ngô Bình cười nói, luyện đến giờ là được phép nghỉ một tiếng. Chu Thanh Nhiên là người luyện võ, tính cách vốn kiên cường nên nghe Ngô Bình nói vậy, cô chỉ gật đầu đáp em có thể làm được. Ngô Bình liền bước tới, truyền chân khí vào tay rồi dùng tay vỗ lên người cô nhằm giúp cô nhanh hồi phục, đồng thời giúp cô đả thông kinh mạch. Sau khi vỗ một hồi, Ngô Bình lấy ra viên tử vi luyện hình đan cuối cùng, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Chu Thanh Nhiên. Chu Thanh Nhiên tròn mắt, cái gì vậy? Ngô Bình cười đáp, kẹo đấy, ăn đi. Chu Thanh Nhiên không nghi ngờ gì mà nuốt luôn. Chỉ một lát sau, một luồng khí ấm nóng di chuyển trong cơ thể khiến cô cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ngô Bình tiếp tục vỗ lên người cô. Do dồn sức vận công nên trên đỉnh đầu anh bốc lên một luồng khí màu tím mảnh cỡ bằng cái bút chì và cao chừng một tấc. Ở đoạn trên cùng của nó là ba làn khói màu tím nhạt, đây chính là tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết. Tam hoa ở đây chỉ tinh, khí, thần. Mà tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái mà cả ba thứ này đạt đến mức độ viên mãn. Những người có tam hoa tụ đỉnh chỉ cách cảnh giới nhân tiên một bước nữa mà thôi. Trên thế gian có rất nhiều cao thủ tiên thiên, nhưng những người thực sự có tam hoa tụ đỉnh thì cực kỳ ít. Đạt đến giới hạn này nghĩa là cái gốc đã vững, có thể trở thành nhân tiên bất cứ lúc nào. Đương nhiên, giờ tam hoa của Ngô Bình vẫn còn rất nhạt, đợi đến khi tam hoa hiện rõ thì cũng là lúc anh vượt cảnh giới lần nữa để lên nhân tiên. Ngô Bình vỗ thêm hơn nửa tiếng nữa thì Chu Thanh Nhiên đã ngủ mất. Dược lực trong cơ thể cô đã tản ra toàn cơ thể. Ngô Bình thu tay lại, ngồi bên cạnh điều hòa khí huyết. Nửa tiếng sau anh lại gọi cô dậy tiếp tục luyện đoàn thể thuật. Chu Thanh Nhiên dù rất muốn đi ngủ nhưng cũng miễn cưỡng bỏ dậy luyện tiếp. Tử vi luyện hình đan có hiệu quả vô cùng rõ rệt. Những động tác trước đó cô chưa tập được thì giờ đã dễ dàng tập được. Cho nên, dưới sự hướng dẫn của Ngô Bình, trước khi trời tối Chu Thanh Nhiên đã luyện được tất cả 24 thế của đoàn thể thuật. Ngô Bình bảo cô nghỉ ngơi một lát, sau đó thuận miệng hỏi, Thanh Nhiên, bố em tối nay có thời gian không? Chu Thanh Nhiên cười đáp, để em hỏi xem, nói rồi lấy điện thoại gọi cho bố. Chu Truyền Võ giờ là phó chủ tịch Thạch Thành, ngày bận trăm công nghìn việc. Đặc biệt là ông ấy mới nhậm chức nên càng nhiều việc hơn, đến nỗi mỗi ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng mà thôi, thời gian còn lại thì đều ở văn phòng. Không thể không công nhận, Chu Truyền Võ là một phó chủ tịch vô cùng kính nghiệp, làm việc chăm chỉ, luôn làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình. Ông ấy đang lật dở đống tài liệu thì đột nhiên thư ký đi vào thông báo, ông chủ, là điện thoại của cô Thanh Nhiên. Chu Truyền Võ day day chán rồi bảo thư ký đưa điện thoại cho mình. Bố, tối nay bố có thời gian không? Chu Truyền Võ cười hỏi, Thanh Nhiên, con có việc gì sao? Bố, Ngô Bình tới đây. Nếu tối bố có thời gian thì đi ăn cơm cùng bọn con đi, Chu Thanh Nhiên nói. Chu Truyền Võ mỉm cười đáp, Ngô Bình cũng đang ở Thạch Thành sao? Được rồi, cho hai đứa chọn thời gian và địa điểm, đến giờ bố sẽ tới. Vâng, vậy bọn con đợi bố. Cúp điện thoại xong cô thông báo, bố em có thời gian đấy. Ngô Bình vỗ nhẹ vào đùi cô rồi nói, đi tắm mau, nửa tiếng nữa xuất phát. Nửa tiếng sau, Ngô Bình lái chiếc siêu xe Bugatti cùng Chu Thanh Nhiên đi tới một nhà hàng bình dân. Chu Truyền Võ là quan chức nhà nước, không tiện đến những nơi quá xa hoa đắt đỏ nên Ngô Bình đã tìm một nhà hàng vừa ngon mà giá cả lại hợp lý. Nhà hàng này đến Lý Quảng Long còn là khách quen thì nghĩa là đồ ăn của nó không hề tệ. Nhà hàng đó tên là Quán Rượu Chị Thanh, bà chủ là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, được mọi người gọi là chị Thanh. Ngô Bình vừa tới, chị Thanh lập tức nhận ra rồi mỉm cười ra đón, cậu Ngô, lâu lắm cậu không tới. Chị Thanh này cỡ ngoài 30 tuổi, hấp dẫn như một trái đào chín mọng. Khi đi lại, phần hông của chị Thanh lắc lư qua lại trông rất sexy. Ngô Bình hỏi, chị Thanh, có còn phòng riêng không? Chị Thanh cười đáp, cậu Ngô đến thì đương nhiên là có phòng rồi, nói rồi dẫn hai người họ vào một phòng riêng. Nhà hàng mới được trùng tu lại, không gian không tệ. Chị Thanh lúc này mới hỏi tiếp, cậu Ngô, anh Long hôm nay có đến không? Ngô Bình đáp, không đến, hôm nay tôi mời người khác.
Được, vậy để tôi báo nhà bếp chuẩn bị, nhà hàng mới có thêm vài món mới rất ngon. Ngô Bình đáp, được, vậy chị đi chuẩn bị đi. Chị Thanh đi về phía nhà bếp đằng sau, có một thanh niên chừng 17-18 tuổi đang đứng chờ ở đó. Cậu ta hỏi với vẻ vội vàng và lo lắng, chị, anh Long hôm nay có đến không? Thế lực của anh ấy lớn mạnh như vậy thì chỉ cần nói một câu là Ma Tam sẽ bỏ qua món nợ nặng lãi của em. Chị Thanh giận dữ nhìn thanh niên kia, nói bằng giọng hận thù, Tiểu Tân, muốn chị mày tức chết à? Mỗi tháng chị cho mày 3.000 tệ tiêu vặt, vậy mà còn không đủ sao? Tại sao mày lại đi vay tiền trên mạng kia chứ? Cậu thanh niên quay mặt đi, lẩm bẩm, giờ 3.000 tệ thì đủ mua cái gì cơ chứ? Em mua một chiếc điện thoại đã 10.000 tệ rồi. Vẫn còn cãi, chị Thanh tức đến nỗi giơ tay định đánh cậu thanh niên kia, nhưng về sau lại hạ tay xuống. Chị Thanh thở dài nói, anh Long đã hơn một tháng không tới ăn cơm rồi, có lẽ sẽ không quay lại đâu. Hơn nữa dù có tới thì mày nghĩ người ta sẽ quản cái chuyện vớ vẩn của mày chắc. Chị mày chỉ là bà chủ nhà hàng, làm gì có vinh dự lớn đến thế. Cậu thanh niên hoảng hốt, chị, vậy phải làm sao? Tận hơn 1 triệu tệ, sao chúng ta trả được? Chương 380, ông đang nói chuyện với tôi à? Chị Thanh thở dài một hơi, thế này đi, để chị đi nói với Ma Tam, em chỉ vay có 500.000 mà Ma Tam bắt em trả hơn 1 triệu là rất quá đáng, chị sẽ xin ông ta bớt cho em ít tiền lãi. Cậu thiếu niên ngẩn ra, chị, Ma Tam không phải người tốt, như vậy có được không? Chị Thanh lườm cậu ấy, thế em có cách nào tốt hơn không? Cậu thiếu niên cúi đầu xuống, vì thật sự không còn cách nào khác nữa cả. Chu Truyền Võ tới rất nhanh, chị Thanh đích thân mang đồ ăn lên làn. Chu Truyền Võ cười nói, Ngô Bình, cháu lên tỉnh khi nào thế? Ngô Bình, cháu mới lên hôm nay thôi chú, cháu có chuyện muốn nói với chú nên bảo thanh niên hỏi xem chú có rảnh không? Chu Truyền Võ cười nói, cháu muốn nói tới chuyện nhà máy thuốc hả? Ngô Bình gật đầu, Đường Tử Di chắc cũng đã nói với các chú rồi, nhưng chuyện này lớn quá, cháu vẫn muốn nghe ý kiến của các chú. Chu Truyền Võ nói, tỉnh và thành phố đều rất coi trọng dự án này, vì lợi nhuận của nó rất cao. Ngô Bình cười nói, hiện giờ, bọn cháu chỉ quy hoạch một loại thuốc thôi, sau này sẽ có thêm nhiều loại nữa, vì thế lợi nhuận thật sự rất khá. Chu Truyền Võ vui vẻ nói, thật không? Thế thì quá tốt rồi, chú mới nhận chức ở Thạch Thành. Tỉnh đang đặt nhiều kỳ vọng vào chú, hy vọng chú có thể thúc đẩy kinh tế của Thạch Thành phát triển. Năm ngoái, kinh tế của Thạch Thành đứng thứ 2 từ dưới lên, điều này khiến tỉnh rất mất mặt. Chu Thanh Niên hỏi, bố ơi, tỉnh đã ra nhiệm vụ cho bố ạ? Chu Truyền Võ cười khổ, ừ, cấp trên hy vọng năm nay kinh tế của Thạch Thành có thể tăng trưởng thêm 20%, tới sang năm thì là 30%, bố đang khá áp lực đây. Chu Thanh Niên cười nói, nhà máy thuốc của Ngô Bình mỗi năm ít nhất sẽ huy động được trên 100 tỷ vốn đầu tư nên chắc sẽ hoàn thành được mục tiêu ấy thôi. Chu Truyền Võ nói, biết là thế, nhưng trên tỉnh cũng có nhiều ý kiến phản đối lắm. Họ cho rằng chúng ta đầu tư bừa phứa như vậy, nhỡ lỗ thì sẽ khiến nền kinh tế của tỉnh bị đả kích mạnh. Ngô Bình, dạ, có người phản đối ư? Anh Từ nói sao ạ? Chu Truyền Võ, ông Từ vẫn ra sức ủng hộ chuyện này, chắc chắn sẽ xử lý những người cản trở. Nhưng phía Thạch Thành thì hơi phiền phức, có một cấp trên đến, mà quan điểm của chú với người đó thì trái ngược nhau. Ngô Bình chớp mắt, ông sếp đó nói sao ạ? Chu Truyền Võ, ông ấy rất bảo thủ nên đã phản đối chuyện đầu tư. Vì ông ấy khá có bối cảnh nên chủ tịch tỉnh cũng không dám làm gì. Ngô Bình nói, thế thì tiếc thật, để tỉnh và thành phố có cổ phần nên cháu chỉ lấy cho mình có 15%. Hơn nữa nói thật chứ, Vân Kinh và Nam Đô thích hợp đầu tư hơn. Ý của Ngô Bình rất rõ ràng, anh nể mặt bọn họ nên mới để tỉnh ca đầu tư. Chu Truyền Võ nghe thấy thế thì vội nói, chú đang đấu tranh cho chuyện này, chú sẽ cố gắng thuyết phục thị trưởng thành phố. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nếu không được thì để Thanh Niên đầu tư vậy. Chu Thanh Niên chỉ vào mình, em á. Ngô Bình gật đầu, 5% cổ phần chỉ có 10 tỷ thôi, anh nghĩ em kham được. Chu Thanh Niên cười nói, được rồi, nhà máy đã bắt đầu sinh lời rồi. Hơn nữa tiền anh đầu tư lần trước còn thừa lại kha khá. Chu Truyền Võ cười nói, là chú quá coi trọng thành tích, Ngô Bình nói đúng, dù không chuyện này không thành thì cũng có sao. Nào, chúng ta uống thôi. Hai người nâng ly, chị Thanh bê món cá nướng lên rồi cười nói, mời các vị dùng. Ngô Bình, chị Thanh, đồ nhà chị ngày càng ngon đấy. Chị Thanh cười nói, thật không? Thế sau này cậu phải thường xuyên đến ủng hộ nhé. Đúng lúc này,
có ba người đi vào phòng, đi đầu là một người đàn ông trung niên mặt rỗ, theo sau là hai người bặm trợn cao lớn trông rất dữ dằn. Chị Thanh ngoảnh lại, sau đó biến sắc mặt rồi vội tươi cười nói, ông ma, sao ông lại đến đây? Người đàn ông mặt rỗ chính là ma tam kẻ chuyên cho vay nặng lãi ở Thạch Thành, ông ta rất độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Ông ta cười nói, chị Thanh, em trai cô nợ tôi hơn 1 triệu, tôi đến để lấy tiền. Cô đã chuẩn bị tiền xong chưa? Chị Thanh vội nói, ông ma, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện nhé, đây là khách của tôi. Khỏi, nói ở đây luôn đi, ma tam đi tới cạnh Ngô Bình rồi nhướng mày, cười lạnh nói, biến. Ngô Bình chỉ vào mình, ông đang nói chuyện với tôi đấy à? Ma tam mất kiên nhẫn nói, không mày thì ai? Biến mau. Ngô Bình nổi giận, đến ăn bữa cơm cũng không được yên. Anh đứng dậy rồi lạnh giọng hỏi, ai chống lưng cho mà ông hống hách thế hả? Ma Tam cảm thấy Ngô Bình rất có khí thế, ông ta quan sát anh một lượt rồi cười nói, liên quan đếch gì đến mày? Chát! Ngô Bình tát cho ông ta một cái méo mặt, răng cũng rụng cả ra. Ma Tam ngã vật ra đất ngất xỉu, không dậy nổi, hai tên sau lưng ông ta tái mặt rồi lùi lại. Ngô Bình lừ mặt nói, quỳ xuống. Ngô Bình quát lên rồi thi triển quyền ý, hai tên kia không chịu được nên quỳ ngay xuống đất, sợ tới mức suýt tè ra quần. Ngô Bình cầm ly rượu lên rồi rót vào mặt Ma Tam, ông ta kêu gào thảm thiết rồi tỉnh lại. Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi hỏi lại lần nữa, ông là người của ai? Ma Tam biết gặp được đối thủ, hơn nữa thực lực còn mạnh nên vội nói, cậu bạn, tôi là người của Bao Thái. Bao Thái một trong tứ hiêu ư, Ngô Bình hỏi. Ma Tam gật đầu, vâng. Tứ hiêu chính là 4 cao thủ cảnh giới khí, nhưng giờ với Ngô Bình thì họ không là gì nữa rồi. Anh hỏi tiếp, ông đến đây đòi nợ hả? Ai nợ ông? Ma Tam chỉ vào chị Thanh, là em cô ta. Ngô Bình hỏi, nợ bao nhiêu? Gốc là 500.000, nhưng cả lãi nữa thì hơn 1 triệu rồi, Ma Tam rụt rè đáp. Khốn kiếp, gốc có 500.000 mà giờ đòi người ta những hơn 1 triệu. Ngô Bình nhấc chân lên đạp Ma Tam, chị ấy chỉ nợ ông 500.000 thôi, được không? Được, được ạ, Ma Tam gật đầu, dù ông ta có ngông nghênh đến mấy thì giờ cũng không dám nhiều lời. Ngô Bình nói với chị Thanh, chị có 500.000 ở đấy không? Chị Thanh không ngờ Ngô Bình này lại có uy như vậy, chị ta mừng rỡ rồi vội nói có chứ, để tôi đi lấy luôn. Chị ta chạy đi lấy tiền rồi quay lại ngay. Ngô Bình đập tiền lên bàn rồi nói, 500.000 đây, ông cầm rồi biến đi. Giờ gọi cho Bao Thái bảo đến gặp tôi. Ma Tam chột dạ vì đây cũng là ý của ông ta, nếu Bao Thái đến thì kiểu gì cũng xử lý Ngô Bình. Vì gần đây, Bao Thái vừa đột phá cảnh giới luyện khí thành sức mạnh, dù Ngô Bình có mạnh đến mấy thì cũng không thể đọ lại được. Với Ma Tam mà nói thì luyện khí thành sức mạnh chính là đẳng cấp nhất rồi. Vì thế, ông ta lập tức gọi cho Bao Thái ngay. Điện thoại kết nối, ông ta kể lại mọi việc ngay, cuối cùng chốt một câu, ông Bao, ông mau đến đi ạ. Bao Thái đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên thấy có điểm ngay, đó là ai? Ma Tam không biết Ngô Bình nên lịch sự hỏi, xin hỏi quý danh của cậu. Ngô Bình thờ ơ đáp, bảo với ông ta tôi là Ngô Bình. Chương 381, ông dám giết tôi nữa không? Không cần Ma Tam nói, Bao Thái ở trong điện thoại cũng đã nghe rõ tên của Ngô Bình. Ông ta nổi điên rồi quát lớn, thằng mù này, đến đại tông sư mà mày cũng dám động tới à, mày chán sống rồi đúng không? Ma Tam nghệt mặt ra, cái gì cơ? Đại tông sư, không phải chứ? Đưa điện thoại cho đại tông sư ngay, Bao Thái gào lên. Chuyện trên giang hồ lan truyền đi rất nhanh, loáng cái thông tin Ngô Bình nắm giữ Vân Đỉnh và trở thành đại tông sư cảnh giới tiên thiên đã truyền khắp giới võ lâm. Gần như những người có tu vi cao đều biết anh hết. Sao Bao Thái dám đắc tội với một đại tông sư cảnh giới tiên thiên cơ chứ? Ông ta đang hoảng sợ lắm đây. Ngô Bình cầm lấy điện thoại rồi bình thản nói, ông là Bao Thái hả? Bao Thái cất tiếng cười đầy nịnh nọt, cậu là đại tông sư Ngô ạ. Nghe danh cậu đã lâu, thằng em Ma Tam của tôi không hiểu chuyện, dám đắc tội với đại tông sư, xin cậu tha cho nó lần này. Hôm khác, tôi sẽ tới nhận lỗi với cậu sau. Ngô Bình thờ ơ nói, chẳng trách ông lại là một trong tứ hiêu, phong cách hành xử hống hách quá đấy. Bao Thái thấy không vui, nhưng vẫn tươi cười, đại tông sư, là tôi sai, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị kẻ dưới. Tôi cho ông 30 phút để đến đây, không thì tôi sẽ cho ông biến khỏi cái đất Thạch Thành này, Ngô Bình lạnh giọng nói. Dù anh đã nắm giới võ lâm của thành phố Vân Đỉnh trong tay, nhưng chưa sờ đến tỉnh,
vì thế anh quyết định sẽ mượn cơ hội này để thị uy ở Thạch Thành luôn. Ngô Bình nói vậy thì đến tượng đất còn nổi giận, nói gì tới Bao Thái, ông ta không nhịn được nữa mà trầm giọng nói, Đại Tông Sư, dù cậu đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhưng tôi cũng không phải hạng tép siêu đâu. Sư phụ của tôi là trưởng lão Hải Minh của Viện Đạt Ma thuộc Chùa Đại Thiền. Nhiều năm trước, sư phụ tôi đã là một Đại Tông Sư cảnh giới tiên thiên rồi. Ngô Bình cười lớn nói, có đến hai ông thì ông tự cân nhắc đi, nói rồi, anh ném chiếc điện thoại sang một bên. Ma Tam đã đần người ra, đến Bao Thái mà Ngô Bình cũng dám bắt chẹt vậy ư. Hơn nữa anh còn rất ngông cuồng, lẽ nào không sợ sư phụ của Bao Thái sao? Chu Truyền Võ vẫn im lặng, từ nhỏ ông ấy đã học võ, dù thiên bẩm không cao, nhưng cũng đã từng đánh đấm, vì thế không thấy sợ trước tình cảnh này, ông ấy vẫn điềm nhiên ăn uống như thường. Chu Thanh Nghiên nói, anh Bình, Bao Thái này là hàng xoàng thôi, nhưng thiền sư Hải Minh chống lưng cho ông ta thì rất có uy trong giới giang hồ đấy. Ngô Bình, chùa Đại Thiền lại đào tạo ra lớp đệ tử hung ác thế này, đúng là khiến người ta thất vọng. Em yên tâm, anh sẽ trừng trị ông ta, đương nhiên sẽ dùng danh nghĩa của thần võ ti. Chu Thanh Nghiên gật đầu, thế cũng được. Bao Thái đang ngồi nhâm nhi với mấy người bạn trong giới tại một căn nhà sang trọng ở Thạch Thành, ngoài ra còn có mấy cô gái xinh đẹp bầu bạn. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại với Ngô Bình, ông ta tức đến mức đập điện thoại xuống đất vỡ tan. Hai người ngồi cùng bàn, người thì ăn mặc như đạo sĩ, người thì mặc rách dưới như ăn xin. Thấy ông ta nổi giận, cả hai cùng hỏi, anh Bao, đứa nào chọc giận anh thế? Bao Thái gầm gừ đáp, tên họ Ngô ấy đúng là khinh người. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, đạo sĩ hỏi, anh Bao, tên họ Ngô đó có lai lịch thế nào? Bao Thái cũng không biết nhiều về Ngô Bình lắm. Chỉ nghe nói anh là một đại tông sư rất giỏi thôi nên nói, là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hai người kia ngạc nhiên, mỗi tỉnh cùng lắm chỉ có một đến hai cao thủ cảnh giới tiên thiên, sao Bao Thái lại dây vào cường giả mạnh thế này? Tên ăn mày nhếch miệng cười nói thật thì miễn không phải nhân tiên, thì thực lực có mạnh đến mấy cũng như nhau thôi. Liệu có ngăn được súng đạn không? Tên ăn mặc rách dưới khoảng 40 tuổi, mặt đen nhẻm, tên là Niên Tả Đạo. Đã học công phu với một dị nhân nên cũng là một cao thủ cảnh giới khí. Bao Thái sáng mắt lên, Niên Đạo, anh là cao thủ súng ông, có vũ khí gì lấy mạng cao thủ tiên thiên ngay lập tức không? Niên Tả Đạo bật cười nham hiểm rồi lấy một khẩu súng trong túi xách ra rồi nói, đây là ám tiễn do tôi thiết kế, bên trong có thuốc nổ liều cao, có thể bắn ra từ ống tay áo, sau đó lấy mạng kẻ thù một cách bất ngờ. Bao Thái giật mi mắt hỏi, nó có thể bắn chết cao thủ cảnh giới tiên thiên không? Niên Tả Đạo vênh váo nói, đừng nói là tiên thiên, đến võ vương bình thường cũng chết chắc. Đây là đạn xuyên thép, bắn ở khoảng cách gần thì ai mà né được. Tiếp nữa, tôi đã tẩm độc vào đạn rồi. Bao Thái hít sâu một hơi rồi hung dữ nói, được, tôi sẽ đi gặp tên họ Ngô đó. Nếu hắn quá đáng thì tôi sẽ bắn hắn luôn. Niên Tả Đạo cười phá lên, anh Bao, thế mới đúng chứ, đại trượng phu phải ân oán phân minh, không được để kẻ khác coi thường. Tôi đi cùng anh, để xem tên kia có ba đầu sau tay thế nào. Đạo sĩ đó gật đầu, tôi cũng đi nữa. Cứ thế, Niên Tả Đạo giúp Bao Thái gắn súng vào cánh tay, sau đó mặc một chiếc áo thật dày bên ngoài, tiếp theo cả ba cùng đi tới gặp Ngô Bình. Nhóm Ma Tam vẫn đang quỳ dưới đất, còn mọi người và bố con Chu Thanh Nghiên vẫn ăn tiếp. Cơm no rượu say xong nhưng Bao Thái vẫn chưa tới, Ngô Bình hơi cau mày, xem ra gã họ Bao này là một tên nhát gan rồi. Ma Tam chớp mắt nói, cậu Ngô, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình thờ ơ nói, ông cho vay nặng lãi, đã làm rất nhiều việc ác, lấy giấy ra đây rồi viết lại tội trạng thật nghiêm túc cho tôi. Ma Tam muốn bật khóc, ông ta đã đoán được Ngô Bình định làm gì mình nên vội nói, cậu Ngô, tôi sai rồi, tất cả là Bao Thái sai tôi làm, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Ngô Bình cười lạnh, Bao Thái bắt ông làm ư, được. Thế ông hãy viết những chuyện phạm pháp mà Bao Thái đã làm ra đi, viết chi tiết vào. Ma Tam hết cách nên đành lấy giấy bút ra rồi cắm cúi bỏ dưới đất bắt đầu kể về tội trạng của Bao Thái, nhưng mới viết được mấy dòng thì đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một người lớn giọng nói, Đại Tông Sư, tôi đến rồi đây. Cửa bị đẩy mở, Bao Thái dẫn theo hai người khác bước vào phòng. Bao Thái có dáng người không cao, đầu chọc lốc, khoảng 50 tuổi, ông ta mặc quần áo màu xám. Thoạt nhìn đã thấy đầy gian ác. Ngô Bình liếc nhìn thì phát hiện trên cánh tay ông ta có súng, anh cười lanh nói, ông là Bao Thái hả? Tôi bảo ông phải đến trong nửa tiếng, nhưng giờ đã hơn 40 phút rồi, ông dám qua mặt tôi à?
Bao Thái cười híp mắt, sau đó nổi sát ý nói, đại tông sư, thế giờ cậu muốn sao? Ngô Bình thờ ơ nói, sao là sao? Tôi sẽ bắt ông với danh nghĩa của thần võ ti, yêu cầu ông phối hợp điều tra, nếu ông phản kháng thì sẽ bị giết tại chỗ. Bao Thái ngạc nhiên, cậu là người của võ thần ti ư? Ngô Bình đứng dậy, sau đó bình thản nhìn ông ta, bây giờ, ông còn dám giết tôi không? Bao Thái hoảng hồn, vô thức cử động tay phải, thấy thế, Ngô Bình lao nhanh tới rồi tung một quyền ra. Ngay sau đó, Bao Thái đã bay ngược ra sau như cái bao cát, không hề có cơ hội ra tay, thậm chí còn va vào Niên Tả Đạo. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, cả Bao Thái và Niên Tả Đạo đều bị gãy xương, máu chảy lênh láng rồi nằm im dưới đất với vẻ vô cùng hoảng sợ. Đạo sĩ kia sợ quá đứng yên tại chỗ run rẩy. Chương 382, mạng sống đáng giá 3 tỷ. Đại tông sư tha mạng, đạo sĩ nhìn sang Ngô Bình rồi quỳ xuống. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đi tới cạnh Bao Thái và Niên Tả Đạo rồi vén tay áo của Bao Thái lên, chiếc súng lộ ra, anh cười lạnh nói, ám sát đại tông sư, thế mà các người cũng dám nghĩ tới. Niên Tả Đạo hộc máu nói, đại tông sư, chúng tôi sai rồi, xin tha mạng. Ngô Bình hỏi, đây là ý của ai? Bao Thái đã bị thương khá nặng nên không thể nói chuyện, Niên Tả Đạo vối đáp, là Bao Thái. Ông ấy hỏi tôi có ám khí nào không, tôi bảo có thì ông ấy hỏi mượn tôi ám khí để ám sát đại tông sư. Ngô Bình tháo chiếc súng trên tay Bao Thái xuống, sau đó ném mạnh lên tường, chiếc súng phát nổ, một viên đạn gai nhọn bắn ra. Vì được thiết kế đặc biệt nên vận tốc ban đầu của nó ngang với vận tốc âm thanh, trọng lượng thì gấp 5 lần đạn bình thường, động năng thì mạnh hơn 30 lần. Chiếc gai găm sâu vào tường, ngay khi tiếp xúc với tường, mặt trên của nó đã tách ra thành 20 cái gai ngược. Nếu găm vào cơ thể người thì cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không chịu nổi và bỏ mạng ngay. Ngô Bình cau mày rồi ngoảnh lại Niên Tả Đạo, ông thiết kế thứ này à? Niên Tả Đạo vội gật đầu, vâng, đây là phát minh của tôi, ngày xưa tôi chuyên nổ mìn và thích nghiên cứu về bom đạn. Ngô Bình, nhân tài. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giờ ông có hai sự lựa chọn, một là bị phế tu vi và ngồi tù 20 năm. Niên Tả Đạo hoảng sợ rồi vội cầu xin, đại tông sư, tôi sai rồi. Xin cậu đừng phế tu vi của tôi. Ngô Bình, bình tĩnh, còn điều kiện thứ hai nữa. Từ giờ trở đi, ông phải làm việc cho tôi, chuyên mảng cải tạo vũ khí. Tôi là đội trưởng của Hắc Thạch thuộc Thiên Long, cũng là người của Giang Nam Đường thuộc thần võ ti, có lẽ thứ ông cải tạo có chút tác dụng với cấp dưới của tôi. Niên Tả Đạo sáng mắt lên, tôi đồng ý đi theo đại tông sư. Tôi sẽ trung thành tận tụy, nghe lời đại tông sư tuyệt đối. Đạo sĩ kia thấy Niên Tả Đạo nịnh bợ Ngô Bình thì cũng nói ngay, đại tông sư, tôi cũng vậy. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, anh nhìn sang đạo sĩ đó thì thấy ông ta trông hơi hèn mọn, không giống người tốt nên hỏi, ông biết làm gì? Đạo sĩ đáp, tôi là Tôn Khải Nguyên, am hiểu hạ độc và chế độc, tôi từng nghiên cứu ra hơn 300 loại chất độc, nhiều độc tố còn không kiểm tra ra được. Ngô Bình gật gù, đúng là có nhiều chất độc không kiểm tra ra được, vì xã hội chỉ quen với ngần ấy chất độc thôi. Trong khi đó có rất nhiều triệu chứng và cơ chế tác dụng của độc tố bí ẩn mà họ không thể biết. Vì vậy tuy nhiều người bị trúng độc, nhưng do đó là một chất độc lạ nên cuối cùng vẫn bị quy thành bệnh lạ. Ngô Bình lập tức thấy hứng thú với người này, đứng dậy đi rồi nói chuyện. Tôn Khải Nguyên đứng dậy sau đó nịnh nọt, cảm ơn đại tông sư. Ngô Bình hỏi ông ta, ông học chế tạo độc từ ai? Tôn Khải Nguyên đáp, tôi là một cô nhi. Chính sư phụ đã nuôi tôi khôn lớn và truyền thụ cách chế độc và giải độc cho tôi từ nhỏ, ngoài ra người còn cho tôi một bộ độc kinh nữa. Ngô Bình gật gù tốt, ông và Niên Tả Đạo sau này hãy đi theo tôi. Tôn Khải Nguyên mừng rỡ, cảm ơn đại tông sư khai ân. Dù Tôn Khải Nguyên biết chế tạo chất độc và dùng độc, nhưng lại không nổi danh hay có địa vị gì trên giang hồ. Nhưng nếu ông ta đi theo Ngô Bình thì khác, sau này họ sẽ là người của Thiên Long và thần võ ti, tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng hơn. Lúc này, Bao Thái đã có thể nói chuyện được, ông ta run giọng nói, đại tông sư, xin cậu nể mặt sư phụ tôi mà tha cho tôi lần này. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi đã hạ ám thủ vào quyền ban nãy, ông hãy đi tìm sư phụ mình đi xem ông ta có giải cho được không. Nếu không thì bảo ông ta đến gặp tôi. Bao Thái thấy căm hận trong lòng, được, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại y như lời cậu nói, dứt lời, ông ta gọi bọn đàn em chuẩn bị rời đi. Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi cho ông đi à. Ám sát nhân viên của quốc gia, ông biết tội mình nặng thế nào không? Bao Thái chột dạ rồi nổi giận nói, vậy cậu muốn sao?
Ngô Bình hừ nói, ông là một trong tứ hiêu, nhiều năm qua đã làm không ít việc xấu, ngoài ra còn vơ vét nhiều tiền của, tôi không phạt ông thì sao ông nhớ kỹ được. Sau đó, anh nhìn Ma Tam đang nằm viết cáo trạng dưới đất rồi nói, không cần viết nữa, tôi hỏi ông, Bao Thái có bao nhiêu tài sản. Ma Tam thầm nghĩ giờ thân mình còn lo chưa xong nên ông ta không cần coi trọng nghĩa khí nữa nên nói ngay, thưa Đại Tông Sư, Bao Thái này đã làm nhiều việc xấu, ít nhất đã tiết kiệm được 3.4 trong ngân hàng và các cơ quan đầu tư. Ngoài ra ông ta còn khá nhiều bất động sản, công ty, sòng bạc và trung tâm giải trí, giá trị ít cũng phải lên tới 700 triệu. À ông ta còn tích được khá nhiều đồ cổ, vàng, rượu quý và sân đấu ngựa với kho rượu ở nước ngoài. Ngô Bình nói tốt, Bao Thái, tôi cũng cho ông hai sự lựa chọn. Một là tôi sẽ bắt ông rồi tống vào tù, như vậy chắc ông sẽ không sống quá nổi 3 ngày đâu. Điều kiện thứ hai là ông phải nộp 3 tỷ để mua lại cái mạng chó của mình. Bao Thái vừa tức vừa sợ, 3 tỷ thì gần như hết toàn bộ tài sản của tôi rồi, cậu đừng có mơ. Nói vậy là ông chọn cách thứ nhất, anh gọi điện thoại cho đội cảnh sát đến bắt người ngay. Thấy Ngô Bình làm thật, Bao Thái sa sầm mặt, ông ta có quen biết với lãnh đạo ở đây nên cũng không sợ mấy. Vấn đề là ông ta đã trúng ám thủ của Ngô Bình, không biết còn sống được mấy ngày nữa. Ngô Bình còn chưa gọi điện xong thì Bao Thái đã nghiến răng nói, tôi đồng ý. Ngô Bình mỉm cười, tốt, giờ ông hãy viết giấy nợ, sau đó có thể tích tiền dần. Gom 3 tỷ trong một thời gian ngắn là chuyện khá khó với Bao Thái nên Ngô Bình cũng không vội. Bao Thái cầm lấy giấy bút rồi viết giấy nợ, sau đó mới được người đỡ dậy rời đi. Lúc này, Ma Tam đáng thương nhìn Ngô Bình, cảm thấy tiền đồ tương lai của mình tối đen như mực. Ông ta đã đắc tội với Ma Tam, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngô Bình nói, Ma Tam, giờ chỉ có tôi mới bảo vệ được ông, nếu ông đi theo tôi thì Bao Thái sẽ không dám động tới ông đâu. Ma Tam muốn bật khóc, xin Đại Tông Sư cứu mạng. Ngô Bình, giờ ông hãy đi theo Bao Thái, đốc thúc ông ta gom đủ tiền. Nếu có chuyện gì thì phải báo cho tôi ngay, cứ mạnh mẽ lên, không phải sợ ông ta. Ma Tam nghiến răng, hiện giờ ông ta chỉ còn một con đường sống nên đành ra sức gật đầu, vâng, tôi sẽ đi ngay. Tôn Khải Nguyên và Niên Tả Đạo ngày mai sẽ tới Hắc Thạch báo danh, sau đó sẽ chính thức trở thành cấp dưới của Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, mọi người đã giải tán, bữa ăn cùng sắp kết thúc. Chu Truyền Võ nói, Đại Tông Sư thật oai phong, nhưng tiếc là đời này chú không còn cơ hội nữa rồi, ngưỡng mộ cháu quá. Ngô Bình, chú có con đường riêng của mình, là nhật vật lớn quản lý bao người, sao phải ngưỡng mộ ai ạ? Chu Truyền Võ gật đầu, cháu nói cũng có lý. Ngô Bình này, chuyện đầu tư nhà máy thuốc, chú sẽ cố hết sức, nếu không thành thì cứ để Thanh Niên đầu tư như lời cháu nói. Vâng. Chu Truyền Võ ra về trước, chị Thanh dẫn em trai mình tên là Tiểu Tân đi vào, cả hai không nói gì mà quỳ ngay xuống đất. Ngô Bình giật mình rồi vội nói, chị Thanh, chị làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Chị Thanh nghiêm túc nói, cậu Bình, xin cậu nhận của hai chị em tôi một lạy. Dứt lời, chị Thanh dập đầu một cái. Ngô Bình vội vã đỡ hai chị em họ dậy rồi nói, không cần phải vậy đâu, tôi tiện tay thôi. Chị Thanh vẫn tỏ thái độ cung kính, cậu Bình, sau này cậu mà đến quán, nhất định tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Ngô Bình cười nói, được, thế thì sau này tôi sẽ thường xuyên tới. Sau đó, anh nhìn người thiếu niên, cậu đừng gây phiền toái cho chị mình nữa, tôi chỉ giúp một lần này thôi, hiểu chưa? Cậu thiếu niên gật đầu, anh Bình, em biết rồi ạ. Từ nay trở đi nhất định em sẽ nghe lời chị. Chương 383, viên ngọc đặc biệt. Lúc cậu thiếu niên nói chuyện, Ngô Bình phát hiện trước ngực cậu ấy có đeo một viên ngọc như hình giọt nước to cỡ củ lạc, bên trong có một đường kim tuyến rất nhỏ như sợi tơ, nhìn qua như đá thạch anh tóc. Nhờ khả năng nhìn xuyên thấu mà Ngô Bình phát hiện đường kim tuyến đó có một sức mạnh đặc biệt, chứ không phải vật chất tự nhiên bình thường, anh không nhịn được hỏi cậu lấy viên ngọc ấy ở đâu thế. Cậu thiếu niên ngẩn ra, sau đó cầm viên ngọc lên nói, anh Bình, em được bạn gái tặng ạ. Ngô Bình cười hỏi, bạn gái cậu ư? Cậu thiếu niên ngại ngùng gãi đầu rồi nói, bọn em mới quen nhau mấy tháng, cô ấy tốt lắm, lại còn xinh nữa. Ngô Bình bình thản hỏi, bạn gái cậu là người ở đâu? Nhà làm nghề gì? Cậu thiếu niên đáp, cô ấy tên là Thu Nhi, bố mở cửa hàng thu mua phế liệu. Anh Bình, anh đừng coi thường công việc này, kiếm tiền ác phết đấy, bố của Thu Nhi đã có cả triệu rồi. Ngô Bình, thế à? Nói vậy thì bạn gái cậu là con nhà giàu rồi. Cậu thiếu niên cười trừ, nhưng đó là chuyện của ngày xưa, thật ra em vay nặng lãi không phải cho mình,
mà là cho Thu Nhi. Một năm trước, bố cô ấy bỗng mê bài bạc, không chỉ tiêu hết tiền tích góp, mà còn nợ sòng bạc hơn triệu. Em vay nặng lãi là để cô ấy trả lãi cho bố. Chị Thanh nổi giận, thằng đần này, em vay nặng lãi cho con bé ấy trả lãi cho bố nó ư. Đâu em uống nước rồi à? Cậu thiếu niên rụt cổ lại rồi nói, em sai rồi mà chị. Ngô Bình gật đầu nói, giờ cậu hãy dẫn tôi đến nhà bạn gái cậu, tôi có thể giúp được chuyện này. Cậu thiếu niên mừng rỡ, anh Bình, anh sẽ giúp nhà Thu Nhi thật ạ. Ngô Bình cười nói, đương nhiên, nhưng cậu phải hỏi họ giúp tôi về lai lịch của viên ngọc này. Cậu thiếu niên gật đầu thật mạnh, vâng, em sẽ gọi cho Thu Nhi ngay. Cậu thiếu niên tiểu tân ra ngoài gọi điện, một lát sau quay lại nói, anh Bình, Thu Nhi bảo nhà cô ấy đã lấy được viên ngọc này trong một cái hộp lúc thu mua phế liệu. Khi ấy, bố cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, có một hộ gia đình ở Thạch Thành sắp phải dỡ nhà. Họ đi rồi và để lại một đống hoang tàn nên đã đóng gói rồi bán cho nhà cô ấy. Nhà cô ấy đã tìm thấy viên ngọc này trong một chiếc cháp từ đống đồ bỏ đi ấy. À, Thu Nhi nói còn mấy cái cháp như thế cơ, ngoài viên ngọc này ra thì còn một cái lò luyện, nhưng nói chung toàn đồ cũ. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi, cậu bảo bạn gái là chúng ta sẽ qua đó ngay. Vâng, Tiểu Tân mừng quính, vội vàng báo ngay tin tốt này cho Thu Nhi. Chiếc xe đua của Ngô Bình chỉ chứa được hai người, vì thế Tiểu Tân lái xe của chị mình. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi tới khu thu mua phế liệu của nhà Thu Nhi. Chỗ này nằm ở vùng ngoại ô, khi Tiểu Tân và Ngô Bình đến nơi thì Khương Đông Thăng và Khương Thu Nhi đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Khương Thu Nhi biết bạn trai mình đã tìm được một nhân vật lớn tới giúp giải quyết rắc rối nên rất vui, lập tức báo ngay cho bố mình. Khương Đông Thăng đương nhiên không tin có người giúp được mình, nhưng vì rất yêu chiều con gái nên cũng ra ngoài đứng chờ với cô ấy. Sau khi thua cờ bạc hết cả tài sản, vợ Khương Đông Thăng đã hoàn toàn thất vọng với chồng mình nên đã bỏ đi, chỉ còn lại con gái ở bên cạnh ông ấy. Ông ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên lén mua bảo hiểm đắt tiền, nếu mai này có làm sao thì người thừa hưởng sẽ là con gái của ông ấy. Như vậy, ông ấy vẫn để lại được cho con gái khoảng 2, 3 triệu, đủ để cô ấy sống một thời gian. Khương Đông Thăng hút thuốc nói, Thu Nhi, Tiểu Tân cũng được, sau này hai đứa hãy sống với nhau cho tốt. Khương Thu Nhi cười nói, bố ơi, Tiểu Tân chưa lừa con bao giờ, anh ấy nói có thể giúp mình thì chắc chắn là thật. Khương Đông Thăng hiền từ xoa đầu con gái rồi nói, Thu Nhi, sau này cũng đừng trách mẹ con, là bố sai nên mẹ con bỏ đi là đúng. Khương Thu Nhi cúi đầu nói, con không muốn nhắc đến mẹ. Đột nhiên có tiếng động cơ vang lên, ngay sau đó có một chiếc xe siêu màu bạc và một chiếc xe bình thường xuất hiện. Tiểu Tân bước xuống xe với vẻ hào hứng. Thu Nhi, anh Bình đến rồi, anh ấy làm to lắm, nhất định sẽ giúp được em, Tiểu Tân láo táu. Ngô Bình xuống xe rồi quan sát Thu Nhi, đây là một cô gái trạc tuổi ngô mi, trông cũng khá ưa nhìn, mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa. Thu Nhi cúi người thật sâu với Ngô Bình rồi nói, anh Bình, cảm ơn anh đã đồng ý giúp em. Ngô Bình cười nói, em là Thu Nhi à, đừng khách sáo, Tiểu Tân là em anh, em là bạn gái cậu ấy thì anh giúp em là chuyện đương nhiên mà. Tiểu Tân nghe thấy thế thì kích động tới mức run lên, anh Bình coi cậu ấy là em trai ư. Hãnh diện quá, quả này cậu ấy có thể chém gió suốt đời được rồi. Thu Nhi giới thiệu về Khương Đông Thăng, đây là bố em ạ. Ngô Bình bước tới rồi giơ một tay ra, chào ông. Khương Đông Thăng cũng là người từng trải nên vừa nhìn đã biết chiếc xe của Ngô Bình rất đắt tiền, ông ấy vội vàng lau tay vào áo rồi nói, chào cậu Bình, tôi là Khương Đông Thăng bố của Thu Nhi. Ngô Bình, ông chủ Khương, tôi nghe Tiểu Tân bảo ông đang nợ tiền cờ bạc hả? Khương Đông Thăng hổ thẹn nói, tại tôi ngu dốt tham lam nên mới dính vào bài bạc, giờ bị thế này cũng là đáng đời. Ngô Bình thở dài nói, 10 người dính vào cờ bạc thì thua cả 9 người, ông nên biết điều này chứ. Khương Đông Thăng cúi đầu thấp hơn vì quá xấu hổ. Ngô Bình nhìn khu phế liệu sau lưng ông ấy rồi hỏi, nơi ông làm ăn đây hả? Lợi nhuận thế nào? Khương Đông Thăng, rất tốt. Mỗi năm đều khoảng 700.000. À nhưng giờ nó không thuộc về tôi nữa rồi, mấy hôm nữa là Thiên Nghiêm sẽ cho người tới quản lý. Ngô Bình vẫy tay gọi Tiểu Tân, Tiểu Tân, đưa viên ngọc ấy đây. Tiểu Tân vội tháo viên ngọc ra rồi đưa cho Ngô Bình bằng hai tay. Ngô Bình giơ viên ngọc lên hỏi, ông chủ Khương, ông cho Thu Nhi viên ngọc này à? Khương Đông Thăng vội gật đầu, vâng, tôi thấy viên thạch anh tóc này đẹp nên đưa cho Thu Nhi. Cậu Bình, sao cậu lại hỏi chuyện này? Ngô Bình, bởi đây không phải thạch anh tóc,
mà là một món đồ cổ, tôi muốn mua lại nó. Khương Đông Thăng ngẩn ra, đồ cổ ư? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, nên ông hãy ra giá đi. Khương Đông Thăng luống cuống xoa tay vào nhau, một tia hy vọng trỗi dậy, ông ấy thầm nghĩ có phải mình muốn bao nhiêu cũng được không? Nhưng sau khi suy xét lại, nếu Ngô Bình không nói thì ông ấy cũng không biết giá trị của viên ngọc này nên làm người phải biết điều. Khương Đông Thăng nói, tùy cậu. Ngô Bình mỉm cười, thấy Khương Đông Thăng cũng khá biết điều nên nói, được, tôi trả ông 10 triệu, nếu ông thấy ít thì tôi có thể tăng thêm. Nhóm Khương Đông Thăng ngẩn ra, 10 triệu ư, ông ấy và con gái ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Tân giật bắn người, không dám tin vào tai mình. Ngô Bình, ông chủ Khương, ít quá à? Khương Đông Thăng vội nói, không không, cậu Bình, nhiều quá rồi ạ. Ngô Bình cười lớn nói, khéo giá trị của viên ngọc này còn hơn thế ý chứ. À, tôi nghe nói ngoài viên ngọc này ra còn mấy thứ khác nữa đúng không, tôi xem được chứ. Khương Đông Thăng gật đầu ngay, được ạ, tôi vẫn cất đi, mời cậu đi theo tôi. Lúc này, Khương Đông Thăng đang rất hào hứng, cảm giác như mình đang nằm mơ, một viên ngọc trong đống phế liệu mà bán được những 10 triệu, đúng là như phim vậy. Chương 384, tôi mua hết. Khương Đông Thăng dẫn Ngô Bình đi tới một căn nhà cũ kỹ, đó là kho hàng, bên trong chất đầy chai lọ, giấy báo cũng được chia thành từng khu vực riêng. Ông ấy có vẻ ngại ngùng nói, tôi đã thu mua phế liệu 20 năm, chỉ thích sưu tầm những món đồ cũ hay hay. Ông ấy đi vào một góc, ở đó có một cái cháp ngọc không to, bên cạnh còn có một cái lò luyện bằng đá cao nửa mét. Cậu Bình, tôi tìm thấy viên ngọc ấy trong đống đồ này, ngoài ra còn mấy thứ nữa. Nói rồi, ông ấy cúi xuống cầm cái cháp lên, sau khi mở ra thì có một cái lá ngọc nhìn như thạch anh tóc, nhưng khác là màu xanh. Ngô Bình sáng mắt rồi cầm chiếc lá ngọc ấy lên thì thấy sợi tơ bên trong cũng có một sức mạnh đặc biệt, nhưng đó là gì thì nhất thời anh chưa đoán ra. Sau đó, Khương Đông Thăng lại mở 5 chiếc cháp ngọc khác ra, bên trong đều có những món đồ khác nhau như lưỡi câu bằng ngọc, con ngựa bằng ngọc, đao ngọc, kiếm ngọc, thuẫn ngọc cùng những sợi tơ bên trong với đủ mọi màu sắc. Ngô Bình liếc nhìn rồi nâng cái lò luyện bằng đá lên, cái lò này rất nặng, bên trong đặc ruột. Nhưng anh có thể nhìn thấy nó đang phong ấn một ngọn lửa hình bông hoa sen đang phát sáng ở bên trong. Ngô Bình giật mình, lẽ nào chính là vật trong truyền thuyết? Anh mỉm cười nói, ông chủ Khương, tôi sẽ mua hết những thứ này, mỗi thứ tôi trả ông 10 triệu, ông thấy được không? Khương Đông Thăng run lên vì hãi, mỗi món 10 triệu ư. Ngô Bình, chiếc lò luyện này khá to nên tôi sẽ trả ông 20 triệu, tổng cộng là 100 triệu. Khương Đông Thăng hít sâu một hơi rồi nói, cậu Bình, cậu đã nói thật về giá trị của các món đồ này trước cho tôi biết, chứng tỏ cậu là người tốt, nhưng Khương Đông Thăng tôi không thể tham lam được, 100 triệu là quá nhiều, tôi không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói, không nhiều đâu, vì tôi chưa biết công dụng của những thứ này nên chưa trả ông gía cao được. Khương Đông Thăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được. Tôi cứ nhận tiền trước đã. Khi nào cậu thấy chúng không đáng giá như vậy thì tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Ngô Bình cười phá lên, đã mua rồi, ai còn trả lại chứ? Dứt lời, anh lấy một tờ chi phiếu 100 triệu ra đưa cho Khương Đông Thăng, tôi sẽ mang đồ đi, còn ông hay nghiêm túc làm ăn, đừng dính vào bài bạc nữa. Ông có một cô con gái rất ngoan, phải biết quý trọng mới phải, đúng không? Khương Đông Thăng gật mạnh đầu, cậu Bình dậy chí phải, tôi sẽ ghi nhớ. Nếu tôi còn bài bạc nữa thì sẽ chặt cả chân lẫn tay luôn. Lúc này, Ngô Bình chợt phát hiện đỉnh đầu Khương Đông Thăng bốc lên một tia sáng màu đỏ, chứng tỏ là mệnh phú quý. Anh thấy hơi ngạc nhiên, lẽ nào anh liên quan đến vận mệnh của ông ấy ư? Tiểu Tân ở lại với Thu Nhi, Ngô Bình hỏi vài câu xong thì cùng Chu Thanh Nhiên mang đồ đi. Giờ đã 11 giờ tối, Chu Thanh Nhiên không nhịn được nữa mà hỏi, anh Bình, tại sao anh lại mua đống đồ đó với giá đắt thế? Chúng có gì đặc biệt ư? Ngô Bình cười nói, khả năng cao là bảo bối nào đó, tạm thời anh chưa biết chúng là gì, nhưng bỏ ngần ấy tiền ra cũng không lỗ đâu. Chu Thanh Nhiên mím môi cười, anh đúng thật là, nếu là người khác, cùng lắm chỉ mua đống đồ đó với giá mấy triệu thôi. Ngô Bình bình thản nói, Thanh Nhiên, chuyện này em không hiểu đâu, người tu hành làm gì cũng phải tuân thủ quy tắc của mình. Hơn nữa 100 triệu với vài triệu cũng không khác gì với anh cả. Chu Thanh Nhiên như có điều suy nghĩ, cũng đúng, đúng là không khác gì thật, nhưng nhờ đó mà nhà họ Khương sẽ thay đổi được cả cuộc đời. Ngô Bình, hơn nữa Khương Đông Thăng còn gặp may trong làm ăn, sau này chắc chắn sẽ có khối tài sản cả trăm tỷ. Chu Thanh Nhiên ngạc nhiên không khép được miệng, trăm tỷ ư.
Anh biết xem tướng à? Đương nhiên, Ngô Bình vênh váo. Chu Thanh Nhiên liếc nhìn anh, thế lát về anh cũng xem cho em đi, tiện thể tối nay dạy em cách hít thở luôn. Được, lần này anh sẽ dạy em cách hít thở cao cấp, Ngô Bình nói. Sau đó, Ngô Bình đã làm đúng như lời mình nói. Lúc Chu Thanh Nhiên tu luyện cách hít thở, anh cũng không nhàn rỗi, mà bắt đầu tu luyện môn tuyệt kỹ khác của chùa Đại Thiền là Kinh Lôi Trường. Tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền mà Đông Phật tiên sinh cho anh có hai môn thần pháp và một môn thần công. Ngô Bình đã từng thi triển Kinh Lôi Trường, nhưng khi ấy chỉ làm qua loa chứ chưa tu luyện nghiêm túc. Bây giờ, anh chính thức tu luyện, đã có tia sét nổi lên trên bàn tay. Kinh Lôi Trường có thể tạo ra bốn sức mạnh khủng khiếp như băng, điện, bom, sét, hay được chia ra thành băng sơn thủ, đoạn long thủ, điện chỉ và tạc trường. Ngô Bình đã ở cảnh giới tiên thiên nên tu luyện Kinh Lôi Trường dễ hơn nhiều. Anh tiến bộ rất nhanh, liên tục nắm vững các công pháp. Khi trời sáng, Chu Thanh Nhiên vẫn tu luyện, còn Ngô Bình đi mua đồ ăn sáng. Gần đó có một nhà bán bánh bao rất ngon, anh định đi mua một ít mang về cho Chu Thanh Nhiên. Khi luyện công sẽ rất mau đói, nhưng ăn uống phải chọn lọc cẩn thận. Anh vừa ra ngoài, Đông Hoàng đã đi theo. Ngô Bình đi được một đoạn rồi hỏi Đông Hoàng, mày cũng muốn ăn bánh bao hả? Đông Hoàng gật đầu. Nó cũng kén chọn đồ ăn lắm. Một người một chó đi bộ theo dòng người trên phố, con phố này có nhiều thương nhân nên có khá nhiều người dắt chó đi dạo. Đột nhiên, có một người đàn ông đầu chọc dẫn một con chó ngao đi tới. Con chó ngao này to hơn Đông Hoàng một chút, trông nó rất oai. Nhưng thật ra nó chỉ dày lông mà thôi, chứ không nặng bằng Đông Hoàng. Cách Đông Hoàng 10 mét, con chó ngao đã sủa ầm lên với vẻ hưng phấn, người đàn ông đầu chọc kéo mạnh sợi dây mà vẫn không ăn thua. Đông Hoàng vẫn rất bình tĩnh, nó coi thường nhìn con chó ấy mà không hề sợ sệt. Người đàn ông đầu chọc tức giận nói, đi mau, tôi không giữ được dây nữa đâu. Ngô Bình đi thẳng tới đó, Đông Hoàng đi tới trước mặt con chó ngao rồi sủa gì đó mà con người không thể nghe thấy. Con chó ngao ẳng ẳng vài tiếng rồi nằm dạp xuống đất run rẩy, hình như nó đang rất sợ hãi. Đông Hoàng mặc kệ nó rồi đi tiếp với Ngô Bình. Người đàn ông đầu chọc ngẩn ra. Sau đó cảm thấy hơi nhục nhãn nên quát, này, quay lại đây. Ngô Bình ngoảnh lại, mắt anh lóe lên, tên kia sợ đến mức suýt ngã khủy. Ngô Bình hỏi, có chuyện gì? Người đàn ông đầu chọc thấy sống lưng lạnh toát, sau đó vô thức lùi lại, không, không có gì. Ngô Bình đi tiếp rồi hỏi, Đông Hoàng, nhà đường Thiên Tuyệt có một con vẹt, nó có lai lịch thế nào? Đông Hoàng nhìn anh như nói, anh biết tôi có thể nói được tiếng người à? Ngô Bình, giờ tao nói. Còn mày gật hoặc lắc đầu nhé. Đông Hoàng gật đầu đồng ý. Chương 385, chúng ta là hàng xóm. Ngô Bình hỏi, con vẹt đó là người sao? Đông Hoàng gật đầu. Ngô Bình, nguyên thần của vẹt là người sao? Đông Hoàng lại gật đầu. Ngô Bình đã chứng thực được suy đoán của mình, liền nói, xem ra đó cũng là một nhân vật lão làng, nếu không thì Đường Thiên cũng sẽ không tôn trọng đến thế. Vậy mày thì sao? Mày cũng là người à? Đông Hoàng lắc đầu. Ngô Bình, vậy mày là chó sao? Đông Hoàng lại lắc đầu. Ngô Bình rất bất ngờ, mày không phải người, cũng không phải chó, lạ thật đấy. Đông Hoàng lắc đầu, sau đó trợn to mắt, trông rất bực bội. Ngô Bình nhún vai, được rồi, không nói cái này nữa. Anh đi tiếp một đoạn, một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc áo gió, đeo kính râm nhanh chóng đi tới. Đột nhiên cô gái đó đứng lại và nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không để ý mà đi tiếp. Cô gái nói, là anh sao? Ngô Bình giật mình, quay người hỏi, cô là? Cô gái tháo kính râm xuống để lộ ra một khuôn mặt thon dài xinh đẹp. Cô gái khoảng 23, 24 tuổi, anh không nhớ tôi sao? Lần trước khi ở huyện Minh Dương, có một chiếc xe trộn xi măng mất lái, anh đã cứu tôi. Cô gái nói thế khiến Ngô Bình nhớ lại, lúc đó một chiếc xe dừng ở phía trước, anh lái xe đụng xe của đối phương ra xa. Nếu không thì hậu quả khó lường. Anh cười nói, hóa ra là cô à, sao cô lại đến Thạch Thành? Cô gái cười nói, thực ra tôi vốn sống ở Thạch Thành, lần đó đi huyện Minh Dương để thăm bà ngoại tôi. Ngô Bình nói, ồ, hóa ra là thế, hôm đó cô không bị thương chứ? Không, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Nếu không có anh thì tôi không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nữa. Ngô Bình cười nói, cô không sao là tốt rồi. Cô gái lấy điện thoại ra, tôi có thể lưu số của anh không? Hai người trao đổi số điện thoại và tên. Cô gái tên Hạ Lam, cũng sống ở đường Lệ Thủy,
hơn nữa còn sống ngay cạnh nhà Ngô Bình. Sau khi biết chuyện, Hạ Lam rất kinh ngạc, thế à? Chúng ta là hàng xóm sao? Trùng hợp quá, có rảnh thì mời anh đến nhà tôi chơi nhé. Ngô Bình nói, được, có rảnh tôi nhất định sẽ đến. Sau khi hàn huyên mấy câu thì hai người chào tạm biệt. Ngô Bình mua bánh bao gạch cua và một vài món ăn rồi về nhà, sau đó gọi Chu Thanh Nhiên ăn cơm. Chu Thanh Nhiên tu luyện cả tối, tinh thần rất tốt. Tu luyện có nhiều tiến bộ nên cô ấy rất hưng phấn, nói anh Bình, phương pháp hô hấp mà anh dạy em tuyệt quá. Em vừa luyện đã có kết quả kỳ diệu như vậy, nếu cứ tiếp tục thì hiệu quả chắc hẳn sẽ càng đáng kinh ngạc nhỉ. Ngô Bình gật đầu, tất nhiên rồi, thế nên em phải luyện công chăm chỉ. Chu Thanh Nhiên gật đầu, khi thấy bánh bao gạch cua trên bàn thì cười nói, của tiệm Tô Ký sao? Ngô Bình rất bất ngờ, em biết nhìn hàng đấy nhỉ, còn nhớ cả bánh bao của tiệm Tô Ký. Chu Thanh Nhiên nói, tất nhiên rồi, em ăn bánh bao của tiệm đó từ hồi còn bé tí đấy. Sau khi ăn bữa sáng, Chu Thanh Nhiên đi làm, Ngô Bình thì ở nhà tu luyện kinh lôi quyết, đến buổi trưa thì anh đã hoàn toàn nắm bắt được kinh lôi quyết. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, anh lấy ra phiến lá đó rồi nhìn chằm chằm vào những đường gân lá, lẩm bẩm thứ năng lượng này rốt cuộc là gì vậy? Nghĩ vậy, tay phải của anh nắm chặt lá ngọc rồi bóp mạnh, một tiếng rắc vang lên, lá ngọc nát vụn, một sợi năng lượng màu xanh thấm vào lòng bàn tay anh. Khi luồng năng lượng này đi vào cơ thể, anh liền cảm nhận được tiềm năng của sinh mệnh đang tăng lên cực nhanh. Tiềm năng của sinh mệnh chính là thuộc tính cơ bản nhất của sinh mệnh, tiềm năng càng lớn thì khả năng của bản thân càng mạnh. Nó có thể khiến mình tăng cường sức sống sao, anh kinh ngạc, bởi anh biết rằng đây là một tác dụng vô cùng to lớn. Lúc này Đông Hoàng đi tới, nó nhìn chằm chằm mấy mảnh ngọc vỡ trên đất, ánh mắt vô cùng khát vọng. Ngô Bình giật mình, nói, Đông Hoàng, mày cũng nhận ra thứ này sao? Đông Hoàng gật đầu, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước đáng thương tựa như đang nói, có thể cho một ít không? Ngô Bình thấy rất vui vẻ, nói, mày mà cũng có lúc phải cầu xin người khác à? Được rồi, mày có thể chọn một cái. Anh để tất cả kiếm ngọc, đao ngọc xuống đất để Đông Hoàng chọn. Đông Hoàng chọn miếng ngọc hình lưỡi móc có đường tơ màu xanh bên trong. Nó nuốt chửng miếng ngọc, sau đó tiếng rắc rắc phát ra từ trong miệng nó. Miếng ngọc vỡ nát, một luồng năng lượng màu xanh đi vào trong cơ thể Đông Hoàng. Thoáng cái, toàn thân nó run rẩy, ngã thẳng xuống đất, không còn động đậy nữa. Ngô Bình giật thót tim, anh nhìn kỹ mới phát hiện Đông Hoàng không sao. Nó chỉ rơi vào trạng thái như đang ngủ. Anh lẩm bẩm, đây rốt cuộc là năng lượng gì vậy? Anh lo rằng mình sẽ bị như Đông Hoàng nên không dám tiếp tục hấp thu những năng lượng khác nữa mà chuyển sang tu luyện đoàn thể thuật. Luyện hơn nửa tiếng đã đến giờ cơm trưa, có người ấn chuông cửa, cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp mặt trái xoan đứng ngoài cửa, đó chính là Hạ Lam. Cô ấy mặc một chiếc váy rất thời thượng, ánh mắt Ngô Bình liền sáng lên. Xin chào. Tôi không làm phiền anh chứ? Cô ấy cười hỏi, trên tay cầm một chai rượu vang. Ngô Bình nói, là cô à, mời vào. Hạ Lam đi vào nhà, sau khi nhìn xung quanh, cô ấy cười nói, nhà anh trang trí đẹp quá. Ngô Bình nói, là chủ cũ trang trí đấy, tôi chỉ mua rồi ở thôi. Hạ Lam đưa chai rượu cho anh, tôi cất kỹ chai rượu này lắm, khá ngon đấy. Giờ tôi tặng cho anh. Ngô Bình vội nói cảm ơn, anh nhìn năm sản xuất rượu. Là từ 50 năm trước từ một trang trại rượu nổi tiếng, giá trị của chai rượu này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn tệ. Mời ngồi, cô muốn uống gì, anh cười hỏi. Tôi uống nước lọc, cảm ơn. Sau khi đưa cho Hạ Lam cốc nước, Ngô Bình nói, thế giới này nhỏ thật, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm. Đúng đấy, lúc đó tôi kinh ngạc lắm. Phải rồi anh Ngô này, anh thường xuyên sống ở đây không, cô ấy hỏi. Cũng không hẳn. Chỉ đôi khi tôi mới sống ở đây mấy hôm thôi, anh nói. Do không quá thân thiết nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, Ngô Bình chỉ đành hỏi, cô Hạ làm nghề gì vậy? Hạ Lam cười nói, tôi là chủ một công ty quảng cáo. Ngô Bình nói, một công việc rất tốt. Hạ Lam cười khổ, tốt gì chứ, bây giờ công ty tôi sắp phá sản đến nơi, tôi đang lo lắm. Ngô Bình tò mò hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Lam nói, trước đây việc làm ăn của công ty cũng khá tốt, nhưng gần đây chúng tôi có thêm một đối thủ cạnh tranh, lần nào cũng lấy giá thấp hơn nhiều để cướp khách hàng của chúng tôi. Tôi định đóng cửa công ty rồi đến nơi khác mở lại, tôi không muốn cứ thế này mãi. Ngô Bình nói, vì sao công ty đó lại làm như vậy? Hạ Lam lắc đầu, kệ đi, không nhắc đến nó nữa.
Tôi tới đây vì muốn cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa chúng ta là hàng xóm, sau này cô có việc gì cần giúp đỡ có thể tìm tôi. Hạ Lam cười nói, vậy thì tốt quá. Lần đầu đến thăm nên Hạ Lam cũng ngại ở lâu, nói vài câu đã tạm biệt ra về. Sau khi tiễn Hạ Lam, Ngô Bình gọi điện hỏi Chu Thanh Nghiên mấy giờ về. Cô ấy phải đàm phán một vụ làm ăn, hôm nay không về. Ngô Bình liền tự nấu mì, giải quyết bữa trưa một cách tạm bợ. Vừa mới bỏ mì vào nồi thì Lâm Bạch đã gọi tới, bảo Niên Tả Đạo và Tôn Khải Nguyên đã đến. Anh bảo Lâm Bạch sắp xếp, chiều anh sẽ tới. Ăn mì xong, anh lái xe đến phòng làm việc của Hắc Thạch, một tòa nhà có màn hình cảm ứng. Khi đến văn phòng, bên ngoài có biển phòng làm việc Hắc Thạch, bên trong trang trí rất xa hoa, đám người Dương Đoạn đều đang ở bên trong. Ngoài họ ra còn có hơn 100 nhân viên ở đây, họ đảm nhận các công việc khác nhau như tình báo, hậu cần. Ngô Bình vừa đến là Lâm Bạch đã nói to, nhóm trưởng đến rồi. Mọi người đều đứng dậy, nói to, chào nhóm trưởng. Ngô Bình phất tay, mọi người làm việc tiếp đi. Lâm Bạch đi tới, nói, nhóm trưởng, người của chúng ta vẫn chưa gặp anh, hay là anh tới nói chuyện một chút. Ngô Bình nói, được, anh đi sắp xếp đi. Chương 386, trưởng nhóm mới đã đến. Lâm Bạch triệu tập tất cả thành viên đến phòng họp rất lớn, có đầy đủ các trang thiết bị. Ngô Bình đứng trên bục dài 10 mét, rộng 8 mét, cao hơn 1 mét 8, ánh đèn xung quanh chiếu rọi vào người anh. Nhìn những cấp dưới ở phía dưới bục, Ngô Bình mỉm cười, tôi xin tự giới thiệu, sau này tôi sẽ làm trưởng nhóm mới của Hắc Thạch. Tôi họ Ngô, tên Ngô Bình, tôi đã gặp các thành viên chủ chốt của Hắc Thạch, nhưng hôm nay mới có dịp gặp mọi người lần đầu tiên. Có người phía dưới huýt sáo, là một cô gái. Cô ấy hô to, trưởng nhóm, anh đẹp trai quá. Ngô Bình mỉm cười, cảm ơn. Tôi sẽ tạm thời không điều chỉnh Hắc Thạch dù là về nhân lực hay chế độ, mọi người có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Còn về lương, tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Anh hỏi Lâm Bạch, ai phụ trách tài vụ? Lâm Bạch nói, là ông Chu ạ. Một người đàn ông trung niên chọc đầu khoảng 50 tuổi, đeo một cặp kính kiểu cũ giơ tay, nói, báo cáo trưởng nhóm, tôi là Chu Chuyên, người phụ trách tài vụ. Ngô Bình hỏi, ông Chu, ông là người phụ trách đúng không, vậy mỗi năm nhóm Hắc Thạch chúng ta chi tiêu bao nhiêu? Khoản chi cho nhân viên là bao nhiêu? Ông Chu nói, báo cáo trưởng nhóm Hắc Thạch chúng ta chi tiêu dựa theo khoản cấp của bên trên. Bên trên cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng bấy nhiêu. Có khi nhận thêm việc cũng được phát một ít tiền thưởng. Năm nay được nhận 3 tỷ, phát cho nhân viên 570 triệu tệ. Ngô Bình hỏi một nhân viên nam, anh phụ trách mảng nào? Thu nhập bao nhiêu? Nhân viên nam đẩy kính, nói, báo cáo, tôi phụ trách phân tích tình báo, năm ngoái nhận được 370.000 tệ. Khoản thu 370.000 tệ sau thuế cũng không hề ít, cũng được tính là khá giả ở đất nước phát triển. Ngô Bình hỏi tiếp, một ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Nhân viên nam cười nói, tôi không tính, nhưng hầu như là khoảng 2, 3 ngày về nhà một lần. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại hỏi mấy người khác. Thu nhập của những nhân viên văn phòng này khoảng từ 300.000 tệ đến 500.000 tệ. Lương của những người đi công tác bên ngoài sẽ cao hơn, một năm có thể kiếm được mấy triệu tệ, nhưng đây cũng là tiền liều mạng đổi lấy, hầu như lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Anh nói, vì đặc thù công việc mà mọi người đều rất vất vả. Tôi quyết định sẽ tăng lương gấp đôi cho mọi người, bắt đầu từ năm nay. Ông Chu tài vụ rất sốt ruột, trưởng nhóm, nếu nhiều như thế thì phải bỏ ra thêm 570 triệu tệ, lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Ngô Bình nói, tất nhiên là xin từ bên trên rồi. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Đoàn Long ngay tại đó. Sau khi nối máy, anh lập tức than khổ, thủ trưởng Long, Hắc Thạch nghèo quá, phải đổi mới trang thiết bị, cũng phải tăng thêm nhân viên, ngân sách không đủ. Đoàn Long nghe thế cũng bật cười, cậu đang đòi tiền đấy à? Nói đi, cần bao nhiêu? Ngô Bình nghiêm mặt nói, thủ trưởng Long, năm nay em định chơi lớn, thế nên ngân sách của Hắc Thạch cần phải tăng ít nhất là gấp đôi. Đoàn Long cũng rất thoải mái, được, anh tăng gấp đôi cho cậu. Nhưng cậu phải tạo ra thành tích đấy. Trước mắt mọi người phải đến cảng thành một chuyến, người đông doanh đang muốn thâu tóm thế giới ngầm bên đó nên đã phái một nhóm cao thủ tới, nhiệm vụ của mọi người rất quan trọng. Ngô Bình nói, thủ trưởng Long yên tâm, có em ở đây thì người đông doanh không làm gì được đâu. Được, mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị, tuần sau sẽ xuất phát. Rõ. Sau khi anh cúp máy,
mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ gọi một cuộc thôi đã xin được ngân sách gấp đôi, trưởng nhóm mới được nể nang đến thế sao? Mấy người Lâm Bạch nhìn nhau cười, họ đã nghe nói rằng Ngô Bình có quan hệ rất tốt với thủ trưởng Long, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy. Phải biết là trưởng nhóm trước vì để tăng ngân sách mà đã tốn hơn một năm, cuối cùng cũng chỉ tăng được khoảng 300 triệu tệ, chưa bao giờ được tăng lên gấp đôi. Mọi người bên dưới liền vỗ tay nhiệt liệt. Ngô Bình phất tay, bên dưới liền yên tĩnh. Anh nói, tôi mới đến nên vẫn chưa hiểu biết nhiều về tình hình của Hắc Thạch, mọi người có vấn đề gì có thể nói ra. Vừa dứt lời đã có người hỏi, trưởng nhóm, chúng ta có báo mối thủ nhóm trưởng tiền nhiệm bị giết không? Ngô Bình nhìn về phía người vừa nói, đó là một nhân viên chuyên tác nghiệp bên ngoài, khoảng 25, 26 tuổi, tu vi cảnh giới khí. Anh nói, tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình của trưởng nhóm tiền nhiệm. Người này liền kể lại chuyện về trưởng nhóm tiền nhiệm. Người đó tên Đỗ Quảng Uy, là người rất tốt. Nửa năm trước, người đó bị kẻ phản bội bán đứng khi đang làm nhiệm vụ ở Đông Doanh, bị một đám cao thủ Đông Doanh vây giết ở Công Hải. Sau đó Đông Doanh gửi đầu của Đỗ Quảng Uy cho Hắc Thạch. Hai mắt người đó bị khoét ra, đầu lưỡi bị cắt, trên mặt còn bị khắc dòng chữ kẻ tiếp theo chính là các người. Ngô Bình nghe xong im lặng một lúc, sau đó nói, hung thủ là ai? Gia tộc Sato, một trong những thế gia tu luyện ở Đông Doanh. Ngô Bình trầm giọng nói, tất nhiên phải báo mối thù của trưởng nhóm tiền nhiệm. Phải ăn miếng trả miếng. Mọi người đều gào lên phẫn nộ, họ cùng vào sinh ra tử với Đỗ Quảng Uy, tình cảm rất sâu đậm, thế nên nghe Ngô Bình nói thế họ rất kích động. Ngô Bình hỏi, kẻ phản bội là ai, đã điều tra được chưa? Lâm Bạch nói, trưởng nhóm, kẻ phản bội đã trốn tới Đông Doanh và được đám Đông Doanh bảo vệ, chúng tôi ám sát hai lần đều thất bại. Ngô Bình nói, không phải vội. Rồi sẽ có lúc chúng lơi lỏng. Lúc này một nhân viên lại hỏi, trưởng nhóm, nghe nói anh là tông sư cảnh giới tiên thiên, có thể ngưng tụ quyền ý, có thể cho chúng tôi mở mang tầm mắt không? Ngô Bình thấy họ rất muốn xem quyền ý thì mỉm cười, nói quyền ý là một loại khả năng chiến đấu, phối hợp với thần ý có thể đe dọa đối phương. Ai muốn thử thì đứng lên bục. Mọi người vội vàng đi lên, ngay cả Vi Lạp cũng chạy tới hóng hớt. Tổng cộng có 12 người, đứng thành hai hàng. Ngô Bình đứng đối diện đám người này, sau đó liền sử dụng quyền ý. 12 người liền cảm thấy Ngô Bình tựa như thiên thần hạ phàm, khí thế vô cùng khủng khiếp, họ cảm thấy một nỗi sợ trào lên. Cảm giác này tựa như chuột thấy mèo vậy, ngay giây sau sẽ bị vồ lấy. Có 5 người toàn thân cứng đờ, sau đó ngã xuống đất. Những người khác cũng thấy đầu mình trống không, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ngô Bình thu quyền ý lại, nửa phút sau họ mới hoàn hồn lại. Họ thấy kinh hãi vô cùng, đây chính là quyền ý sao? Có người tò mò hỏi, trưởng nhóm, nói như thế thì những cao thủ tiên thiên thông thường đều hoàn toàn không phải đối thủ của anh sao, ví dụ như đội trưởng Lâm. Ngô Bình nói, trong chiến đấu có vô vàn thể loại và cách thức, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Nhưng cao thủ tiên thiên thông thường quả thật không phải đối thủ của tôi. Lâm Bạch bật cười, cái đám khốn kiếp các người, muốn thấy tôi bị trưởng nhóm hành hạ chứ gì? Tôi thỏa mãn các người. Anh ta tới trước mặt Ngô Bình, chắp tay nói, trưởng nhóm, xin hãy dốc toàn lực, tôi thất bại càng thảm hại thì họ càng hưng phấn. Ngô Bình cười hỏi, anh có chắc chắn muốn đánh không? Lâm Bạch đã bày thế võ, xin nhóm trưởng hãy chỉ giáo. Mọi người đều trợn to mắt, hưng phấn nhìn hai người trên đài. Cổ Lệ nói, tôi cược anh Lâm có thể đỡ được 10 chiêu. Thường Minh nói, không đến nỗi chỉ có 10 chiêu chứ nhỉ. Anh Lâm có thực lực mạnh mà. Ít nhất có thể kiên trì đến 20, 30 chiêu. Dương Đoạn nói, các người thì biết cái gì, đại tông sư chỉ cần tung vài chiêu là quyết định thắng bại rồi. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có vài chiêu thôi sao? Lúc này Lâm Bạch đã ra tay trước, anh ta tấn công vào cánh phải của Ngô Bình tựa như một bóng ma. Ngô Bình phất tay, tóm được cánh tay Lâm Bạch vô cùng chính xác. Anh điểm điện chỉ lên cánh tay anh ta. Sau khi bị điểm lên cánh tay, anh ta như bị điện giật. Động tác rất chậm chạp. Ngay sau đó, cánh tay Ngô Bình liền ấn lên ngực anh ta, chỉ cần dùng lực thêm một chút là anh ta chắc chắn phải chết. Đồng tử Lâm Bạch co rụt lại, sau đó ôm quyền lui về sau. Mọi người im như thóc, Dương Đoạn khẽ thở dài, chỉ dùng có nửa chiêu thôi. Mặt Lâm Bạch đỏ lên, anh ta nói, trưởng nhóm, chiêu vừa rồi của anh có lai lịch như thế nào? Ngô Bình nói, điện chỉ hóa thành từ kinh lôi quyết của chùa Đại Thiền. Lâm Bạch kinh ngạc, hóa ra là tuyệt chiêu của chùa Đại Thiền, thảo nào lại mạnh như thế, tôi thua tâm phục khẩu phục.
Chương 387, quá khứ của chị Thanh. Sau khi gặp mặt với nhân viên xong, ai về vị trí của người nấy để tiếp tục làm việc. Tôn Khải Nguyên và Niên Tả Đạo vội vàng đi tới, giờ họ đã trở thành thành viên của Hắc Thạch. Chào trưởng nhóm, hai người đều cúi người. Ngô Bình ừ một tiếng, hai người có hài lòng với Hắc Thạch không? Hài lòng chứ, hai người vội nói. Ngô Bình cười nói, Tôn Khải Nguyên là cao thủ đầu độc, Niên Tả Đạo lại am hiểu dùng ám khí và thuốc nổ. Sau này mọi người có nhu cầu liên quan thì có thể bảo họ làm. Lâm Bạch nói, trưởng nhóm, quả thực rất hữu dụng, hay là để họ làm việc ở bộ phận hậu cần. Ngô Bình gật đầu, nói tôi khá bận, không thể ở đây thường xuyên. Lâm Bạch, lúc tôi không ở đây thì phải làm phiền anh rồi. Lâm Bạch lập tức nói, rõ, đây là điều cấp dưới như tôi nên làm. Sau đó anh lại hỏi một số chuyện về Cảng Thành, tuần sau là phải đi tới đó rồi, anh vẫn chưa hiểu nhiều về tình hình bên đó. Lâm Bạch nói, trưởng nhóm, người đông doanh được rất nhiều lợi ích ở Cảng Thành, nhưng cũng không đến mức đột nhiên cho người khống chế thế giới ngầm ở Cảng Thành. Việc này nhất định có nguyên nhân gì đó, tôi đề nghị chúng ta hãy điều tra rõ ràng trước rồi mới ra tay. Ngô Bình nói, bộ phận tình báo hãy làm việc hết sức, có tin tức thì báo ngay cho tôi. Anh ở Hắc Thạch cả buổi chiều nên đã hiểu biết cơ bản về phương thức vận hành và quá trình làm việc của Hắc Thạch, cũng đã gặp hết các thành viên chủ chốt. Sau 6 giờ, anh gọi mấy người Lâm Bạch đi uống rượu. Lúc đi, anh lấy của Niên Tả Đạo một mũi tên chuyên dùng giấu trong tay áo, rồi lại hỏi lấy của Tôn Khải Nguyên 4 loại thuốc cực độc để phòng có lúc cần dùng. Họ ăn cơm ở quán ăn của chị Thanh, Thu Nhi và Tiểu Tân đều đang làm việc trong tiệm. Chị Thanh rất nhiệt tình, vội mời họ vào phòng riêng rồi dặn đầu bếp nấu những món ăn ngon nhất. Chị ta thậm chí còn về tận nhà để lấy chai rượu quý giá đang cất kỹ ra để chiêu đãi nhóm Ngô Bình. Tiểu Tân tự mình mang thức ăn lên, Thu Nhi đi tới rót rượu cho Ngô Bình. Tâm trạng của họ có vẻ rất tốt. Ngô Bình cười hỏi, Thu Nhi, đã trả hết nợ chưa? Thu Nhi cười nói, anh Bình, bọn em đã trả hết nợ rồi. Bố em bán quán thu mua phế liệu đi rồi, bảo là muốn đi làm ăn. Ngô Bình gật đầu, bố em cũng là một nhân tài, ông ấy sẽ thành công. Thu Nhi nói, anh Bình, lát nữa bố em sẽ đến, ông ấy nói có chuyện muốn gặp anh. Ngô Bình nói, được. Không lâu sau chị Thanh cầm rượu tới. Đó đều là rượu ngon được chị ta cất kỹ. Thấy số rượu này, Ngô Bình hơi kinh ngạc. Theo như anh biết thì nếu đem bán những chai rượu này trên thị trường cũng phải có giá ít nhất mấy chục nghìn tệ. Anh cười nói, chị Thanh, không ngờ chị lại cất giấu nhiều rượu ngon như vậy đấy. Chị Thanh nói, số rượu này đều là do chồng tôi để lại. Ngô Bình không hỏi kỹ, chỉ nói, chị Thanh, đã đủ món rồi, chị ngồi xuống uống chút rượu đi. Chị Thanh không coi Ngô Bình là người ngoài. Nên liền lấy thêm một cái ghế rồi ngồi cạnh anh. Sau khi uống vài chén rượu, chị Thanh liền bắt đầu câu chuyện, kể về quá khứ của mình. Năm nay chị Thanh 32 tuổi, chị ta kết hôn năm 18 tuổi, chồng chị ta tên Tào Dũng. Tào Dũng làm việc cho một ông chủ lớn, mấy năm đầu rất thuận lợi, nhưng vài năm sau ông chủ đó chết, anh ta cũng bỏ mạng, cho đến bây giờ vẫn chưa tra ra tại sao lại chết. Số rượu này chính là số rượu ngày xưa ông chủ kia tặng cho Tào Dũng. Sau khi Tào Dũng chết, một đám người xông vào nhà chị ta rồi lấy đi tất cả thứ đáng giá, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Không lâu sau, nhà của chị ta bị ngân hàng thu hồi. Mấy năm sau, chị ta cố gắng làm lụng rồi mở được quán ăn, sau đó sống nương tựa với em trai của mình là Tiểu Tân. Ngô Bình nghe đến đây liền nói, chị Thanh, ông chủ lớn đó là ai vậy? Chị Thanh nói, chắc cậu đã từng nghe nói, ông ta tên Vạn Trung Lương. Ngô Bình rất kinh ngạc, Vạn Trung Lương, là ông chủ của Giang Nam Thành. Chị Thanh gật đầu, chính là ông ta. Nói ra thì con trai út của Vạn Trung Lương chính là chồng của cô tôi. Ngô Bình giật mình, nói thế thì chị cũng biết Vạn Lộ Khả sao? Chị Thanh nói, Lộ Khả là em họ tôi, tất nhiên là tôi biết. Giờ cô ấy đang ở Mỹ Quốc, hàng năm đều về thăm tôi. Ngô Bình rất tò mò về Giang Nam Thành, rõ ràng năm đó nhà họ Vạn đã bị người ta hãm hại. Nhưng bây giờ anh không tiện nghe ngóng, chỉ đành chuyển chủ đề sang nói cái khác. Chẳng mấy chốc Khương Đông Thăng đã đến, ông ấy mang theo một bản hợp đồng, nói cậu Bình, tôi chuẩn bị kinh doanh. Đây là hợp đồng nhập cổ phần, tôi tặng cậu 40% cổ phần. Ngô Bình rất kinh ngạc, cười hỏi, ông đưa tôi 40% cổ phần làm gì chứ? Khương Đông Thăng nghiêm mặt nói, cậu Bình, nếu không có cậu thì tôi đã tự sát từ lâu rồi. Không dám giấu cậu.
lúc đó tôi đã mua bảo hiểm, định sau khi chết sẽ để lại cho con gái tôi làm của hồi môn. May mà cậu đã cứu tôi, công ơn to lớn của cậu tôi không biết nên lấy gì báo đáp. 40% cổ phần này là một chút tâm ý của tôi, xin cậu Bình hãy nhận lấy. Khương Đông Thăng không hề ngốc, ông ấy biết Ngô Bình có thế lực to lớn, thế nên ông ấy nhất định phải bám lấy chỗ dựa vững chắc này. Ông ấy nhận thấy, so với những gì Ngô Bình có thể cho ông ấy thì 40% cổ phần không đáng là gì. Ngô Bình hỏi, vậy ông định kinh doanh cái gì? Khương Đông Thăng nói, tôi đã nghiên cứu rất nhiều, định đầu tư xe hơi sử dụng năng lượng mới. Trong 10 năm tới, trên thị trường sẽ có đến một nửa lượng xe là xe hơi năng lượng mới, ngành này có tiềm lực lớn. Ngô Bình trợn to mắt, ông định sản xuất xe sao? Ông có biết sản xuất xe cần bao nhiêu tiền không? Khương Đông Thăng gật đầu, tôi biết, có thể sẽ tốn hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. 100 triệu tệ của tôi hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển, không hề đủ dùng. Ngô Bình nói, thế nên ông tính sao? Khương Đông Thăng nói, thế nên tôi sẽ dùng 100 triệu tệ này để kiếm thêm thật nhiều tiền trước, khi nào tôi có đủ vốn thì tôi sẽ sản xuất xe hơi dùng năng lượng mới. Phải biết là ông ta có số phát tài, Ngô Bình hoàn toàn không tin lời ông ấy nói. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo, được, tôi nhận lấy 40% này. Anh liền ký hợp đồng ngay tại đó, trở thành một trong những cổ đông của công ty Đông Thăng do Khương Đông Thăng thành lập. Mọi người uống rượu xong thì đã hơn 10 giờ tối, Thường Minh lái xe đưa Ngô Bình về đường Lệ Thủy. Chu Thanh Nhiên quả nhiên vẫn chưa về, Ngô Bình tự pha cho mình một ấm trà rồi bật tivi xem tin tức. Tính ra cũng rất trùng hợp, trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình mà Lâm Băng Tiên đóng. Cô ấy đóng vai nữ chính của bộ phim này. Tuy đây là bộ phim có những tình tiết đã cũ mềm, nhưng không thể không nói tạo hình cổ trang của Lâm Băng Tiên rất đẹp, trở thành điểm nhấn của cả bộ phim. Xem một lúc thì chuông cửa vang lên, nghe vô cùng dồn dập. Anh vội mở cửa ra thì thấy Hạ Lam đứng ở cửa, nói với anh bằng giọng rất sốt ruột, Ngô Bình, con trai tôi bị nghẹn cổ, xin anh mau đến xem cho nó với. Lúc này cô ấy mắt ngấn lệ, vẻ mặt hoảng hốt, trông rất bất lực. Ngô Bình nhanh chóng chạy tới nhà cô ấy, vì ở ngay bên cạnh nên đi vài bước là tới. Cửa chính đang mở, trong phòng khách, một đứa bé trai khoảng 3 tuổi đang nằm sóng xoài trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch. Tình hình này thì gọi xe cứu hộ chắc chắn không kịp, thảo nào Hạ Lam lại gọi anh. Thấy cậu bé như vậy, Hạ Lam che miệng khóc đau đớn, nước mắt rơi như mưa. Nếu con trai có mệnh hệ gì thì cô ấy không muốn sống nữa. Đừng khóc, Ngô Bình trầm trọng nói, đứa trẻ sẽ không sao đâu. Anh đi tới giơ tay ấn lên ngực cậu bé liền phun ra một quả bóng này to bằng quả nho. Cậu bé ngay lập tức được hít thở bình thường, sắc mặt cũng dần trở lại như cũ. Cậu bé chớp đôi mắt, nói, mẹ ơi. Chương 388, trục vớt lò luyện đan. Hạ Lam ôm chầm đứa bé vào lòng, khóc lớn, Lạc Nhi, con trai ngoan của mẹ. Ngô Bình nói, không sao rồi, đừng làm đứa trẻ sợ. Hạ Lam vội lau nước mắt đi, mỉm cười nới với cậu bé, Lạc Nhi, sau này đừng có để đồ linh tinh vào trong miệng nữa được không? Lạc Nhi gật đầu, dạ thưa mẹ, con nhớ rồi ạ. Sau khi dỗ dành con trai xong, Hạ Lam cúi người trước Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình mỉm cười, đừng khách sáo, cô hãy ở bên cạnh đứa trẻ đi, tôi về trước đây. Hạ Lam tiễn anh ra ngoài cửa, sau đó nhìn theo mãi cho đến khi anh đi vào nhà. Sau khi vào nhà không lâu, anh bắt đầu tu luyện phương pháp hít thở, nhưng chẳng bao lâu sau chuông cửa lại vang lên. Anh mở cửa ra, người bên ngoài lại là Hạ Lam. Cô ấy nói với vẻ ái ngại, Ngô Bình, xin lỗi nhé, muộn thế này rồi còn tới làm phiền anh. Ngô Bình nói, không sao, cô có việc gì không? Hạ Lam vén tóc mai, nói, Lạc Nhi vừa ngủ rồi, tôi muốn sang cảm ơn anh. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ thôi mà, cô không cần bận tâm đâu. Muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đã tối muộn, anh không tiện mời một cô gái vừa quen không lâu vào nhà ngồi, thế nên liền mời cô ấy về. Hạ Lam hơi ngại ngùng, vội nói, được, anh cũng nghỉ ngơi đi. Tôi tặng cái này cho anh. Nói rồi cô ấy đưa một cái hộp gỗ dài một thước cho Ngô Bình. Ngô Bình còn chưa kịp hỏi thì Hạ Lam đã quay người rời đi, chạy nhanh về nhà. Ngô Bình lắc đầu, anh đóng cửa rồi mở hộp gỗ ra, bên trong có một chiếc quạt cổ. Sau khi mở quạt ra, bên trong là một bức tranh sơn thủy, chữ viết trên đó vô cùng kỳ lạ. Anh nhìn kỹ thì thấy hình như đây là biến thể của tiên văn, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Ồ, có cả loại quạt như thế này sao?
Anh vô cùng tò mò, thấy Đông Hoàng đã tỉnh từ lúc nào và đang đứng bên cạnh, anh cười hỏi, Đông Hoàng, mày có biết cái quạt này không? Đông Hoàng nhìn lướt qua, sau đó ngửi thử rồi gật đầu. Ngô Bình rất kinh ngạc, mày biết nó sao? Đông Hoàng lại gật đầu, nó dùng móng vuốt vỗ bàn sau đó chạy nhanh về ổ chó, cắn ra một chiếc nhẫn đồng mặt dẹt, để nó lên trên bàn. Ngô Bình sững người, sau đó cầm nhẫn lên quan sát. Anh phát hiện trên bề mặt chiếc nhẫn có khắc tiên văn, vừa nhìn đã biết là một món pháp khí. Mắt anh sáng lên, vội nói, Đông Hoàng, mày muốn dùng nó để đổi quạt của tao à? Đông Hoàng gật đầu, cứ như đang nói, mau đổi đi, lần này anh hời to rồi đấy. Ngô Bình nhếch môi, Đông Hoàng, mày đừng có nghĩ tao không biết nhìn hàng. Chiếc quạt này không đơn giản đâu, thế này nhé, mày còn đồ gì khác không, cầm ra cho tao xem. Đông Hoàng nhìn chằm chằm Ngô Bình, sau đó quay đầu chạy vào ổ chó. Lần này nó ngậm ra một cái vòng tay có màu tím đen, được sâu từ 18 hạt ngọc khắc đầu quỷ. Ngô Bình cầm vòng tay lên, hỏi, thứ này dùng để trấn tà sao? Đông Hoàng gật đầu như muốn nói, lần này anh hài lòng chưa? Ngô Bình cười nói, được, tao sẽ đổi quạt lấy nhẫn và vòng tay của mày. Đông Hoàng lập tức ngậm lấy vòng tay và nhẫn, hiển nhiên nó không muốn đổi cả hai. Ngô Bình khẽ ho một tiếng, nói, Đông Hoàng, miếng ngọc trước đó tao đưa mày giúp ích rất nhiều cho mày đúng không? Đông Hoàng cúi đầu, đôi mắt nó xoay chuyển vài cái, sau đó nó nhả nhẫn và vòng tay để xuống mặt đất, rồi gật đầu với Ngô Bình. Ngô Bình cười hì hì, sau đó cầm lấy nhẫn và vòng tay, và cũng vứt quạt xuống dưới đất, nói, Đông Hoàng, bây giờ cuối cùng tao cũng hiểu người của thị trấn Hoa Thần tại sao lại tìm mày. Vì mày có rất nhiều bảo bối mà họ cần, đúng không? Đông Hoàng gật đầu, sau đó nó cắn lấy chiếc quạt chạy về ổ chó. Ngô Bình rất tò mò, anh muốn tới ổ chó xem nhưng lại thôi. Đông Hoàng không phải chó bình thường, không nên chọc vào nó thì hơn. Anh nghịch chiếc nhẫn và vòng tay. Theo như hiểu biết của anh về trận pháp thì chiếc nhẫn này hẳn là một pháp khí phòng ngự, nếu muốn dùng nó thì trước tiên phải có thần niệm. Vòng tay đầu quỷ là pháp khí trấn tà, cũng là một thứ tốt. Sau khi nghiên cứu một lúc, anh liền chuyên tâm tu luyện mãi đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Người tu hành như anh khi đi ngủ sẽ không hề nằm mơ, đặt lưng xuống là sẽ ngủ say, khiến cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi đầy đủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mới sáng ra anh đã gọi điện cho Đường Băng Vân. Đường Băng Vân đã đưa người và máy xúc đến huyện Thuần Nhiên. Anh liền vội vàng chuẩn bị một chút rồi lái xe đến đó. Thạch Thành và huyện Thuần Nhiên chỉ cách nhau một con sông, qua cây cầu bắc qua sông, lái hơn 100 cây số nữa là tới. Anh chỉ lái hơn một tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Khi đến thôn Hóa Long của huyện Thuần Nhiên, Ngô Bình thấy có một khu trục vớt đang được xây dựng cạnh đình nghỉ mát, nó giống như cần trục hình tháp, có mười mấy công nhân đang làm việc ở đó. Xe Đường Băng Vân đỗ trong sân nhà họ Chu, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Chu Tiểu Lôi quay về rồi. Anh liền lái xe vào trong sân, quả nhiên Đường Băng Vân và Chu Tiểu Lôi đi ra từ trong nhà. Chu Tiểu Lôi rất vui, cô ấy cười nói, anh Ngô Bình, anh đến rồi. Ngô Bình nói, Tiểu Lôi, hôm nay em không đi làm sao? Chu Tiểu Lôi nói, hôm nay em được nghỉ, em thấy chị Đường ở chỗ đình nghỉ mát nên mới qua hỏi, thế mới biết anh Ngô Bình là bạn của chị ấy. Em liền mời chị Đường vào nhà ngồi. Đường Băng Vân nói, tôi đã cho người lắp đặt máy móc theo vị trí mà anh nói, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì hôm nay có thể trục vớt. Công việc trục vớt tốt nhất là nên tiến hành vào buổi đêm, nếu không một khi bị người dân của thôn Hóa Long thấy thì sẽ bị truyền ra ngoài. Hơn nữa lắp đặt và điều chỉnh máy móc cũng cần thời gian, hoàn thành xong thì cũng tầm đến tối. Ba người đi vào trong nhà nói chuyện, Ngô Bình không giấu mà nói, Tiểu Lôi. Dưới đình nghỉ mát có chôn một cái lò luyện đan, tối nay anh định trục vớt nó lên, em đừng nói chuyện này cho người khác biết. Chu Tiểu Lôi gật đầu, anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai đâu. Ngô Bình hỏi cô ấy, công việc giáo viên có nhẹ nhàng không? Chu Tiểu Lôi nói, rất tốt, học sinh nghỉ thì em cũng được nghỉ, em thường đi du lịch nữa. Học sinh của em đáng yêu lắm, dạy học khiến em có cảm giác thành tựu. Ngô Bình nói, thế thì tốt, sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Nói chuyện một lúc, Chu Tiểu Lôi liền vào bếp chuẩn bị hoa quả và bánh ngọt. Đường Băng Vân nói, hay đấy, nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà cũng có một cô em gái đáng yêu. Nói đi, rốt cuộc anh có mấy cô em gái hả? Đừng nói linh tinh, cô ấy là em gái của bạn tôi, Ngô Bình liền kể lại chuyện của Chu Phù Sinh. Đường Băng Vân liền tỏ vẻ tán thưởng,
nói, anh nghĩa khí thật đấy, mấy người kia chết đúng là quá hời cho chúng. Ngô Bình không bàn đến chuyện này nữa mà hỏi, ông nội cô thế nào rồi? Vẫn thế, mong rằng anh có thể chữa khỏi cho ông thì Đường Môn mới có thể ổn định được. Đường Băng Vân nói, hai ngày nay ông nội cố tình xuất hiện vài lần, Đường Môn mới được yên ổn. Đã tra ra được người định giết tôi lần trước chưa, ý anh là vụ bom trên máy bay. Ánh mắt Đường Băng Vân lạnh đi, đã có manh mối rồi, không lâu sau sẽ có kết quả, tôi chắc chắn sẽ không tha cho kẻ chủ mưu. Ngô Bình gật đầu, bây giờ cô là lệnh chủ của Thiên Sát, làm gì cũng phải cẩn thận. Có việc gì cần thì tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Đường Băng Vân thở dài, anh nói đúng, việc của Thiên Sát nhiều tới nỗi tôi phát điên. Trước kia tôi chỉ giúp đỡ quản lý Thiên Sát, giờ để tôi phụ trách hoàn toàn tôi mới biết nó khó thế nào. Ngô Bình nói, ồ, chẳng lẽ gặp rắc rối gì à? Đúng, trụ sở chính của Thiên Sát ở Cảng Thành bị người ta chiếm mất, thành viên ở đó không rõ tung tích, tôi phải đi xử lý chuyện này. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, tuần sau tôi đến Cảng Thành, cùng nhau đi nhé. Chương 389, xuống tìm lò luyện đan. Đường Băng Vân nói, được, chúng ta cùng đi. Lúc này Chu Tiểu Lôi bê đĩa hoa quả ra, cười nói, đây là hoa quả mới mua hôm nay đấy, mọi người nếm thử xem. Còn chưa ăn được bao nhiêu thì bên ngoài đã vang lên một loạt âm thanh hỗn tạp. Ngô Bình đẩy cửa ra xem thì thấy một đám dân làng đứng trước cửa nhà họ Chu. Dẫn đầu là một ông già, bên cạnh có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông già cầm một hộp quà, gọi với vào trong nhà, Tiểu Lôi, cháu ra đây đi, bác tới cầu hôn cho con trai bác. Thấy thế, Ngô Bình tò mò hỏi, Tiểu Lôi, đó là ai vậy? Chu Tiểu Lôi tức tới nỗi mặt trắng bệch, sao ông ta lại đến nữa vậy? Cô ấy liền kể mọi chuyện cho Ngô Bình, hóa ra ông già là người trong thôn, chỉ có một đứa con trai độc nhất, nhưng con trai ông ta hơi ngốc, đầu óc không minh mẫn, người ta gọi anh ta là đại ngốc, đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Chu Tiểu Lôi mất anh, không có ai để nương tựa trong thôn, thế nên ông ta liền nhắm vào Chu Tiểu Lôi, nhiều lần bảo người đến khuyên nhủ cô ấy, thậm chí còn chạy tới trường học mà Chu Tiểu Lôi làm việc, mong cô ấy có thể cưới con trai mình. Ngô Bình nghe xong liền cười lạnh, người nhà này đúng là vô lý. Chu Tiểu Lôi thấy họ gọi không ngừng thì xông ra, nói, bác Lý, cháu không lấy đại ngốc đâu, cháu không thích anh ta, mọi người hãy về đi. Cạnh bác Lý còn có một bà già. Bà ta gào lên, Tiểu Lôi, cháu đừng có mà không biết điều. Nhà bác vừa mới xây nhà gạch, sau này hai bác mất thì tài sản đều là của cháu làm dâu nhà bác thì có gì mà không tốt. Chu Tiểu Lôi tức giận nói, cháu không thích con trai bác, thế được chưa? Mọi người mau đi đi. Bà già quát lớn, không thích con trai tôi à? Cô không nhìn lại mình đi, từng làm điếm ở quán bar, trừ con trai tôi ra thì ai thèm lấy cô chứ? Câu này đã đụng vào vết thương lòng của Chu Tiểu Lôi. Làm cô ấy đau đớn không thôi. Cô ấy ôm mặt quay người đi vào nhà. Ngô Bình lạnh lùng nhìn bà già, nói, bà này, bà ăn nói cho cẩn thận, nếu không cái miệng bà sẽ nát bấy đấy. Bà già chửi to, đồ chó, mày từ đâu chui ra hả? Chuyện trong thôn của bọn tao mà cũng dám chõ mồm vào, có tin tao gọi người đánh chết mày không? Ngô Bình âm thầm búng tay, anh bắn ra một luồng khói độc lấy từ chỗ Tôn Khải Nguyên, nó rơi vào trong miệng bà già độc ác. Bà già đột nhiên thấy miệng rất ngứa, vội đưa tay lên gãi. Nhưng bà ta gãi khiến miệng xanh tím, sau đó đen xì, bắt đầu chảy nước. Bà ta càng gãi càng ngứa, cuối cùng cào rách cả miệng. Những người xung quanh sợ tới nỗi hét lớn, vội vàng tránh xa bà ta, kể cả chồng và con trai bà ta. Bà ta vô cùng kinh hãi, cúi đầu nhìn tay mình thì thấy trên đó toàn là máu, còn dính cả thịt trên miệng, bà ta sợ tới nỗi hét toáng lên. Ngô Bình nói, ngay cả quỷ thần cũng thấy bà toàn nói lời độc địa, nên mới xé rách miệng bà đấy. Bà già vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trợn tròn mắt rồi ngất đi. Ngô Bình nhân cơ hội nói, Chu Tiểu Lôi có quỷ hồn của anh trai Chu Phù Sinh bảo vệ, ai dám bắt nạt cô ấy thì đây chính là kết cục của người đó. Mọi người đều sợ mất mật, vội vàng tản đi. Còn bà già độc miệng thì sau khi về nhà miệng bà ta thối rữa, sau này đi bệnh viện bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thể loại bỏ phần môi. Bà ta liền lộ ra cả hai hàm răng, từ đó có thêm một biệt danh, đó là bà già miệng nát. Sau khi đuổi đám người này đi, Ngô Bình đi vào an ủi Chu Tiểu Lôi, mãi mới khiến cảm xúc của cô ấy ổn định lại. Buổi chiều Ngô Bình và Đường Băng Vân tới công trường thi công. Anh nhìn xuống dưới đình nghỉ mát, lò luyện đan vẫn còn đó, do bị chôn quá sâu mà muốn lấy nó lên cần cả một công trình lớn.
Lò luyện đan ở trong một cái huyệt giống, to bằng cả cái sân, cách mặt đất khoảng 7, 8 mét. Trừ lò luyện đan thì ở trong cái huyệt đó còn có thứ khác. Anh nói, Băng Vân, tôi xuống đó xem trước. Đường Băng Vân gật đầu, cẩn thận đấy. Anh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, sau đó cầm kiếm sát chìm xuống dưới nước. Bên trên mặt nước toàn là bùn đất, dùng tay là có thể vạch ra, dòng nước càng thêm vẩn đục. Lấy hơi thêm hai lần nữa, anh liền đào xuống được hơn 3 mét. Khi đào đến tầng đất đáy, anh tiếp tục đào, thêm 3 mét nữa là nhìn thấy lớp nham thạch màu đỏ trầm. Anh liền đào tiếp theo lớp nham thạch, sau khi đào thêm mấy mét là đến phần dưới của huyệt rỗng. Anh lượn một vòng rồi xác định, huyệt rỗng này nằm trong một khối nham thạch màu đỏ to lớn. Chẳng mấy chốc anh đã ngoi lên mặt nước, Đường Băng Vân đưa khăn cho anh rồi hỏi, sao rồi? Dễ đào không? Ngô Bình lau mặt rồi nói, huyệt rỗng nằm trong nham thạch. Khối nham thạch này quá lớn, không thể kéo tất cả lên được, chỉ có thể đâm xuyên qua nó. Việc này để tôi làm. Nói xong anh liền hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Lần này anh bắt đầu đào từ phần đáy nham thạch, kiếm sát vô cùng sắc bén, chẳng bao lâu đã có thể đào ra một cái lỗ có đường kính hơn 1 mét. Vì khí áp trong huyệt rỗng quá lớn nên nước bên ngoài không vào được, không khí bên trong lại tràn ra không ít. Ngô Bình nhảy khỏi mặt nước, đi vào trong huyệt rỗng. Huyệt rỗng nằm trong nham thạch, xung quanh là vách nham thạch màu đỏ rực, diện tích bên trong hơn 200 mét vuông. Bên trong có một cái lò luyện đan, ngoài ra còn có rất nhiều hòm đồng. Anh mở ra hết, phát hiện bên trong có 3 thứ đồ. Vừa nhìn là mắt anh đã sáng lên, là than. 3 thứ này không phải than bình thường, loại thứ nhất là than tinh, loại thứ hai là than long, loại thứ ba là than xích linh. 3 loại than này đều được dùng để luyện đan. Luyện đan không dùng than thường, những thứ than như than xích linh, than long, than tinh đều là thứ than quý giá, cần phải có kỹ thuật bào chế rất phức tạp và nguyên liệu vô cùng đắt đỏ. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là than xích linh, có 6 hòm, mỗi hòm hơn 50 cân. Tiếp theo là than long, có 2 hòm, giá trị của nó vượt xa than xích linh. Cuối cùng là than kim tinh, chỉ có 1 hòm. Bây giờ đan được mà anh luyện ra không được cao cấp cho lắm, dùng than xích linh là đủ. Cạnh hòm là một cái bàn đá, bên trên có mấy mảnh đá mỏng, trên đó khắc tiên văn. Anh nhìn kỹ thì phát hiện trên mảnh đá có ghi các loại đơn thuốc luyện đan, tổng cộng có 13 loại. 13 đơn thuốc khắc trên 13 phiến đá. Mắt anh sáng lên, liền ghi nhớ nội dung trên đó rồi thu vào nhẫn. Nghĩ một lúc, anh chỉ để lại 2 hòm than xích linh, những hòm còn lại anh thu hết vào trong nhẫn. Anh vẫn chưa thể dùng cái nhẫn này, sau khi có thần niệm mới có thể lấy đồ bên trong ra. Nhưng không sao cả, số than này đủ để anh sử dụng. Số than còn lại đợi sau khi có thần niệm thì anh lấy ra cũng không muộn. Cạnh bàn đá còn có một cái giá, bên trên để rất nhiều hộp đá. Anh mở ra thì thấy bên trong toàn là bụi. Xem ra trong này từng để các vị thuốc, nhưng vì đã quá lâu nên những vị thuốc này đều đã hỏng hết. Anh thầm tiếc nuối, tìm tiếp trên giá thì chẳng phát hiện ra điều gì. Nhưng những hộp ngọc để thuốc này có đủ loại to nhỏ, dùng để đựng linh ngọc của linh dược. Anh liền thu hết cả cái giá, kể cả hơn 100 cái hộp lớn nhỏ trên đó vào trong nhẫn. Sau đó anh liền nhìn vào cái lò luyện đan. Lò luyện đan bị phong ấn, bên trong có ánh sáng tản ra, đây chắc chắn là một đan dược quý giá. Nhưng chỉ không biết đã bao nhiêu tháng năm trôi qua, đan dược trong lò luyện đan còn có tác dụng không? Chương 390, vớt lò luyện đan. Ngô Bình đi quanh lò luyện đan một vòng thì thấy nắp lò có cơ quan, vì thế anh đã giơ tay rồi đập vào thân lò. Một tiếng rắc vang lên, nắp lò văng ra, 3 tia sáng mạnh bắn ra ngoài, cùng với đó là một hương ngào ngạt, Ngô Bình vừa ngửi đã thấy sảng khoái. Ngô Bình không muốn lãng phí nên bò lên nắp lò rồi hít lấy hít để. Sau khi hít 7 hơi, toàn bộ ánh sáng trong lò đã bị anh hấp thu hết. Sau đó, anh lại đập vào lò luyện đan, một viên đan dược khá to bay ra rồi tỏa sáng. Ngô Bình quan sát một lát rồi sáng mắt lên nói, chắc là hóa long đan trong ghi chép của phiến ngọc rồi. Thuồng luồng uống vào sẽ hóa rồng. Trong vô vàn ghi chép của phiến ngọc có nhắc qua tới loại đan dược này, rồng không phải hình dạng cố định, mà phải tiến hóa hết xong mới thống nhất. Điều này có nghĩa là người có thể sẽ thành rồng, mà cá cũng có thể thành rồng, hay rắn cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất là, khi đã hóa rồng rồi, hình dạng của từng vật thể sẽ khác nhau. Lúc này rồng không còn là một sinh vật sống nào đó nữa, mà chỉ là cách gọi tên của một giai đoạn tiến hóa cấp cao thôi. Ngô Bình mỉm cười rồi bỏ đan dược vào trong một chiếc bình đã chuẩn bị sẵn. Anh nhìn ngó xung quanh thì thấy da của một con đại xà lột xác,
bộ da to như cái thùng nước đang cuộn tròn một chỗ trong góc. Anh vừa nhìn thấy thì đã sáng mắt lên rồi hô, là da rồng. Đây là da của thuồng luồng lột xác, nếu để làm thuốc dẫn thì có thể luyện chế ra một loại dược liệu rất quý là long thoái đan. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, mình biết rồi, vào thời Thiên Tần, một con đại sát đã vào đây, sau đó hấp thu khí thức của đan dược tỏa ra trong lòng rồi dần trưởng thành, cuối cùng thì đã hóa rồng. Xem ra tác dụng của hóa long đan này rất tốt, chỉ có khí thức đan dược tỏa ra thôi mà cũng giúp thuồng luồng hóa rồng, lẽ nào đan dược còn có tác dụng thần kỳ hơn. Chờ khi Ngô Bình ngoi lên mặt nước thì mặt trời đã ngả tây, anh nói với Đường Băng Vân, cô chuẩn bị một sợi xích sắt. Tôi sẽ buộc nó vào lò luyện, chờ trời tối rồi mình vớt lò lên. Đường Băng Vân gật đầu, ok. Xong xuôi, Ngô Bình kéo theo một sợi xích rồi lại lặn xuống nước. Lần này, anh đã đào một lối đi theo thể tích của lò luyện đan để nó có thể chui qua. Cuối cùng, anh buộc sợi xích cố định lên thần lò, sau đó lắc sợi xích để đầu bên trên bắt đầu kéo, còn anh sẽ đẩy từ bên dưới, 2 phút sau lò luyện đã nổi lên mặt nước. Sau đó, anh lại kéo 2 cái hòm khác lên. Lúc này, trời đã tối đen, sau khi lò luyện được vớt lên bờ thì lại được cho ngay lên xe theo đúng yêu cầu của NNM sau đó đưa về căn biệt thự mới xây của anh. Giờ nhà anh đã trang hoàng xong, đồ gia dụng được Chu Thanh Nghiên chọn nên có thể ở luôn được rồi. Vì thế, Ngô Bình chào tạm biệt Chu Nhược Tuyết rồi lái xe đưa Đường Băng Vân về huyện Minh Dương luôn. Ngô Bình, anh chuẩn bị dùng cái lò ấy để luyện đan dược gì, Đường Băng Vân rất quan tâm đến bệnh của ông nội mình. Ngô Bình, ông cô bị thương đến nền móng khi đột phá cảnh giới, tôi cần luyện chế một lò quy nguyên đan cho ông ấy uống. Uống xong, chắc ông ấy có thể khôi phục lại tu vi cảnh giới địa tiên của mình. Đường Băng Vân thở phào một hơi, thế thì tốt, nếu ông tôi không khỏe lại thì đường môn loạn mất. Ngô Bình, lại có chuyện gì à? Đường Băng Vân, lúc anh lặn xuống dưới, tôi đã nhận được tin là đường chủ đường dị của Kim Ngọc Đường thuộc đường môn đã tự lập môn phái riêng. 2 nhóm mà tôi cử đi đều bị người của ông ấy đánh cho bị thương. Kim Ngọc Đường nắm trong tay 1/4 sản nghiệp của đường môn, giờ nơi này hoạt động riêng rẽ thì sẽ là đả kích chí mạng với đường môn đấy. Ngô Bình cau mày, ông cô đã lộ diện rồi mà ông ta vẫn dám làm thế à? Đường Băng Vân thở dài, đường dị có cao nhân chống lưng, không thì còn lâu mới dám làm thế. Đường Băng Vân nhớ lại ngày trước, đường Thiên Tuyệt bị tà ma chiếm mất cơ thể. Ngô Bình hỏi, chuyện lần này có liên quan đến tà ma không? Đường Băng Vân, tôi cũng không rõ, tôi bị cắt liên lạc với đường dị rồi. À, 1/2 sản nghiệp của đường dị ở Cảng Thành, bao gồm ngân hàng, bất động sản, bệnh viện, tiệm vàng. Chắc đường dị đang ở đấy. Ngô Bình, lần này chúng ta đi Cảng Thành tiện thể điều tra đường dị này luôn. Đường Băng Vân khẽ thở dài một hơi, tôi có cảm giác hình như có một sức mạnh khủng khiếp nào đó đang nhắm vào đường môn, ít cũng phải 10 năm rồi. Ngô Bình, cũng có thể do cô lo nghĩ nhiều quá. Đường Băng Vân lắc đầu, không, trực giác của tôi luôn rất chuẩn. Sang sông xong là chiếc xe phóng lên đường cao tốc, vì không vội về ngay nên Ngô Bình lái xe thong dong ở mức 120 km/h. Một lát sau, đột nhiên có 2 chiếc xe container đi song song xuất hiện ở phía trước. Dù đã tối, nhưng đường cao tốc vẫn có nhiều xe. Vì 2 chiếc container quá bành trướng nên đã cản lối đi của nhiều xe đằng sau, họ nháy đèn, nhấn còi, nhưng 2 chiếc container ấy vẫn mặc kệ. Loáng cái, các xe khác đã lái sang làn đường khẩn cấp rồi vượt lên. Xe của Ngô Bình ở phía sau, anh nháy đèn mấy cái nhưng đối phương vẫn làm ngơ, anh nổi điên rồi thò một tay ra ngoài sửa xe, sau đó bắn 1 viên đạn thép về phía cửa sổ của 1 trong 2 chiếc xe ấy. Cốp! Viên bi sắt đã bắn vào mặt của tài xế, một tiếng hét thê thảm vang lên, mặt gã chảy máu ròng ròng, sau đó phanh xe gấp. Ngô Bình nhân đó phóng xe qua khe hở giữa 2 xe trên. Xong, đúng lúc anh phóng vụt lên thì người tài xế bị bắn đã bẻ lái đột ngột, ép đầu xe anh. Phải biết rằng con đường cao tốc này bắc qua khe núi, từ cầu xuống khe núi là độ cao hơn 300 mét, rơi xuống cái là nát người ngay. Ngô Bình nổi giận rồi cùng nhảy ra ngoài với Đường Băng Vân. Sau đó nhảy lên mui của 1 trong 2 chiếc xe lớn kia. Quỳnh! Chiếc xe của Ngô Bình va mạnh vào chiếc xe lớn rồi lật sang một bên vỡ nát, sau đó rơi xuống khe núi. Anh chui từ cửa sổ vào ghế lại phụ của chiếc xe container, tài xế đang nhìn sang bên trái nên không chú ý tới anh, chỉ biết là có người vào nên ngạc nhiên thôi. Chát! Ngô Bình tát cho gã một cái, đồng thời thổi bột phấn vào mũi gã rồi lẩm bẩm thần chú. Tài xế mơ màng và đã bị anh khống chế.
Ai sai anh làm việc này? Ngô Bình hỏi. Tài xế vừa lái xe vừa đáp, là ông chủ bảo chúng tôi làm vậy. Lúc này, Đường Băng Vân cũng đã nhảy vào trong, không có chỗ ngồi nên đành ngồi tạm lên đùi Ngô Bình, cô ấy lạnh giọng nói, ông chủ anh là ai? Đường An, tài xế đáp. Đường Băng Vân, chiếc xe phía sau cũng là của bọn anh à? Đúng, kế hoạch của chúng tôi là dùng xe container đâm xe các người rơi xuống núi. Nếu các người không trúng kế thì phía sau vẫn còn một chiếc xe khác đâm vào đuôi xe của các người, như vậy thì cũng chung số phận thôi. Ngô Bình hỏi, Băng Vân, Đường An là ai? Đường Băng Vân, Đường An là con của chú họ tôi, quản lý thông tin đường, chuyên phụ trách thu thập tin tình báo nên quyền to lắm. Ngô Bình cau mày, Đường cử thuộc hạ của mình xử lý chúng ta ư? Nếu anh ta không ngu thì chắc phải biết cách này không giết chúng ta được chứ? Đường Băng Vân gật gù, ý anh là có người cố ý vu vạ cho Đường An ư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.